vẫn què, có lý do không? Dạ, cuối tuần. Chưa tới. Dạ. Chưa tới đủ. Chưa tới. Dạ. Chắc hai con một hộp rồi đó thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Chiều nay tôi muốn đặc biệt nói nhiều về cái pháp môn tự quán. Cái đó nó rất là quan trọng. Nhưng mà dĩ nhiên đó là bà con ngủ đã luôn á, cái đề tài đó nó khô, nó rất là khô. Cái này nó lát cho cái đang nói nó lên làm các bạn. Cảm ơn Phúc. Tại sao tôi lần này qua Úc, trong 14 buổi giảng tôi đặc biệt nhắm đến hai chuyện. Chuyện thứ nhất là muốn giúp bà con có một tí cái kiến thức căn bản của Phật pháp, một tí kiến thức căn bản, ví dụ như tôi nói về cái cấu trúc tâm lý của chúng ta theo cái giáo lý Ấn Đạm, tôi còn nhớ không? Cấu trúc tâm lý của chúng sanh mình ấy, theo Ấn Đạm. Khi tôi hỏi mà thấy bà con đơ đơ rồi, tôi ôm lại nghe. Bà con thấy ông Donald Trump của Mỹ ấy, trước khi ông là tổng thống Mỹ, ông cũng là một tỷ phú rất là nổi tiếng đúng không? Ông là một người rất là nổi tiếng, thế giới ai cũng biết. Rồi các vị liếc nhìn Đức Giáo Hoàng cũng là người rất là nổi tiếng, Đức Dalai Lama cũng là người rất là nổi tiếng, vân vân. Rồi bây giờ các vị mới nhìn xuống đất trước mặt các vị đó, các vị có thấy mấy cái con người li ti nó bò đó, thấy không? Thì mình không biết Phật pháp á, thì khi mình quan sát những nhân vật lớn, rồi tới lúc mình nhìn xuống cái con li ti đó, nếu mình không biết Phật pháp thì mình không có ngờ được là những nhân vật lớn hồi nãy giờ tôi mới vừa kể đó, với những cái con mà li ti đó, nó có một điểm đồng ở chỗ nào, là cái nhân vật lớn như Giáo Hoàng hay là cái con li ti đó, nó có điểm đồng, tức là cả hai đều có một cái quá khứ sanh tử giống hệt nhau, tức là cũng từng có vô số kiếp làm điều lành và có vô số kiếp làm cái điều ác, rồi trồi lên lặn xuống trong ba cõi sáu đường. Nay thì đến cái lúc mà Đức Giáo Hoàng trồi lên làm người, nghe kiểu không? Chị nó khó tin nhưng mà ok, phải chịu vậy thôi nha. Nay đến lúc mà Đức Giáo Hoàng bao nhiêu kiếp lặn xuống, bây giờ ông trồi lên, ông lên làm Giáo Hoàng, quyền lực nghiêng trời, anh nắm trong tay ông hơn 1 tỷ giáo dân Cơ Đốc giáo. Trong khi đó cái con li ti mà mình thấy nó bò mình cửa sổ và bỏ dưới mặt mình ấy, thì nó cũng là một chúng sanh thôi, nhưng mà có một điều đó là nhằm ngay cái lúc mà nó đang bị sa đọa, hiểu không? Có nghĩa là suốt một cái dòng chảy luân hồi, cái lúc chúng ta lên cao, cái lúc chúng ta tụt xuống thấp. Mà vì chúng ta không học giáo lý, chúng ta không có nghĩ rằng cái con li ti đó cũng là một chúng sanh, cũng có một cái quá khứ sanh tử y chang như Đức Giáo Hoàng. Cho nên ở trong Phật pháp mình ấy, cái pháp môn tứ và môn tứ vô lượng tâm đó, đây có nghe cái tứ vô lượng tâm hay là pháp môn phạm trú đó, gồm có 4 cái trạng thái tâm lý. Một là từ, bi, hỷ và xả. 99,9% người Phật tử Việt Nam không học giáo lý, khi nghe nói đến từ bi hỷ xả đều nghĩ rằng mình hiểu nó là cái gì. Nhưng mà nếu không học giáo lý thì các vị không có ngờ được rằng các vị đã hiểu sai bét về cái từ bi hỷ xả. Nếu bây giờ tôi lệnh đại một người ngẫu nhiên ở đây, tôi hỏi các vị định nghĩa về từ bi hỷ xả, các vị có thể trả lời được không? Ai cũng có đạo Phật là đạo từ bi, chứ các vị biết cái từ bi hỷ xả nghĩa là gì không? Tôi hình lừa lại một người. Câu đi. Từ bi hỷ xả tôi hiểu không? Kể từ bi hỷ xả là gì không?
đừng nói nhiều, nói gọn thôi. Từ bi hỷ xả nghĩa là có lòng khi chúng ta mình vì đưa ra những cái gì để mình giúp đỡ cho những người khác, nghĩa là mình có cái lòng cảm thương sâu sắc với lại những người xung quanh mình. Dạ. Yeah. Ok. Yeah. Rồi, hết chưa? Tức là bốn chữ tự nhiên xã của định nghĩa là có lòng thương sâu sắc với chúng sinh, đúng không? Nghĩa nhưng mà không có, nghĩa là mình đi ra nhưng mình không có cầu mong. Rồi. Có lòng thương tất cả chúng sinh một cách sâu sắc. Có cha trao ra mà không cần nhận lại. Ok, đúng chưa? Cái vị nếu có ghi ghi là bao ghi cho cái này. Từ là mong cho người ta được nhân lành quả lành. Cái điểm từ đó có nghĩa là mong cho người ta được nhân lành quả lành. Nhân lành là sao ta? Mong cho người ta sống thiện, mong cho người ta có đạo đức, mong cho người ta có sống tốt thì được gọi là nhân lành. Còn quả lành là mong cho người ta được vui, được khỏe, được những cái điều hay ho trong đời sống thì đó gọi là quả lành. Nghe kịp không? Thì từ đó, nó có nghĩa là mong cho người ta được quả lành và nhân lành. Còn bi là cái sự bất nhẫn hay là cái lòng trắc ẩn hay là cái sự không đành lòng, cái sự không cam tâm khi thấy chúng sinh khác đang sống ở trong cái nhân xấu và quả xấu. Các vị biết không, tôi ước ở đây có một cái lớp intensive chứ không có học chung như vậy hoài. Cái ngày nào cũng tới hay nghe mà cứ hỏi rồi quên sạch. Yeah, tôi nhắc lại, từ là mong cho người khác được sống trong nhân lành và quả lành. Ví dụ như mình muốn cho ai cũng được sống lâu, đừng có bệnh, đừng có nghèo, đừng có bị chuyện này chuyện kia, đó là muốn cho người ta sống trong quả lành. Muốn cho người ta sống trong nhân lành có nghĩa là muốn cho người ta ai cũng có đạo đức, ai cũng có trí tuệ, ai cũng biết tu hành, ai cũng có thể sống vị tha. Thì đó là muốn người ta sống trong nhân lành nha. Thì từ nghĩa là muốn cho người ta sống trong nhân lành và quả lành. Còn bi là không có đành lòng, không có cam tâm khi mình nhìn thấy người ta sống trong nhân xấu và quả xấu. Thí dụ như mình thấy người ta chích hút trị lạc, mình thấy tội nghiệp quá, không biết là sao khuyên nó về những cái nẻo sáng. Hoặc là mình thấy nó đang đói, đang nghèo, nó đang bị gia cảnh bần hàn, hôn nhân tan nát, lòng mình thấy không có cam tâm, cái tội nghiệp quá đi. Thì đó gọi là mình thương nó, vì mình thấy nó đang sống trong cái quả xấu. Có nhớ không? Từ tâm là muốn người khác sống trong nhân lành quả lành. Bi là không cam tâm khi thấy người ta sống trong nhân xấu quả xấu. Hỷ là thấy vui khi thấy người ta sống theo cái nhân lành quả lành. Tức là thấy tụi nó giàu tôi cũng vui, thấy xã hội phát triển tôi cũng vui, là thấy nhân loại đang có cái khuynh hướng, đang có cái chiều hướng, đang có cái xu thế đạo đức hơn tôi cũng vui. Thì đó gọi là vui khi thấy chúng sanh khác đang sống trong nhân lành và quả lành. Còn cái xã này mới ghê này, cái xã này mới ghê này. Từ bi hỷ là thương người ta, muốn người ta được điều hay lẽ phải, muốn cho người ta đừng có khổ, đừng có bậy, đừng có ác, đừng có xấu. Đó là từ bi. Từ vui khi thấy người ta được sống lành, được quả lành, đó là hỷ. Nhưng mà xả là sao? Luôn luôn nhìn về muôn loài bằng một cái nhận thức rõ ràng rằng, luôn luôn nhìn về muôn loài bằng một cái nhận thức rõ ràng rằng, từ Đức Giáo Hoàng cho tới cái con li ti đó, mỗi người đều có một núi tiền nghiệp. Tiền nghiệp á, có nghĩa rằng là mình có thương ai bằng trời thì mình cũng nhớ rằng cái tình thương của mình á mà dành cho người ta đó, nó cũng không giúp được gì cho người ta so với cái nhân lành mà người ta đã tạo trong quá khứ, hiểu không? Mà bây giờ mình ghét ai bằng trời đi nữa, mình cũng nhớ rằng không, mình không cần thù quán nó, bởi vì nội một cái nghiệp xấu của nó trong quá khứ đủ để xử nó rồi, hiểu không? Hiểu không? Cái xã này có nghĩa là vậy, có nghĩa là không còn bận tâm ghét thương bất cứ ai nữa hết á.
hiểu không? Có nghĩa là hồi xưa tôi là một người mẹ, tôi không biết Phật pháp, tôi thấy con của tôi nó bị sỉ, mỗi lần nó lên cơn nó thở không được, tôi đau lắm, tôi đau dữ lắm. Mỗi lần nó lên cơn sỉ nó thở không được, nó tím môi hết mà nó chống cái tay, nó lấy tôi đau quá, tôi chịu không nổi. Nhưng mà khi tôi biết Phật pháp thì tôi biết rằng do một chút duyên nghiệp nào đó, nói chung như là làm con của tôi, trong một lần này thôi, rồi không biết bao giờ mẹ con mới gặp lại. Nó năm nay nó 18 tuổi thì có nghĩa là 19 năm về trước nó ở đâu đó, hiểu không? Và năm nay nó 18 tuổi thì nếu mà nó sống được 70 năm nữa thì có nghĩa là sau này nó được 88 tuổi, hiểu không? Thì nó lúc bây giờ nó cũng sẽ đi về theo một cái bà mẹ khác. Chỉ ngay thời điểm này thì nó là con của tôi. Và vì tôi không biết Phật pháp cho nên tôi dồn hết tất cả cái niềm tin yêu của tôi, kỳ vọng của tôi, thương mến của tôi cho nó. Thế là tôi chịu không nổi thì thấy nó khổ, nó thở không nổi. Nhưng mà khi tôi biết Phật pháp thì tôi phải suy nghĩ thế này: tạm thời thì nghe kiếp này nó tới nó làm con mình, chứ mình có tới 1 tỷ đứa con, không phải 1 tỷ mà tới mấy chục ngàn tỷ đứa con kiếp trước và kiếp sau. Mà cứ mỗi lần mình gặp một đứa nào là mình thương chết bỏ đứa đó, hiểu không? Thật ra mỗi đứa trước khi nó gặp mình ấy, thì nó có một núi tiền nghiệp gồm thiện vã. Cho nên bây giờ mình có thương nó bằng trời đi nữa thì mình cũng không có lo cho nó bằng những cái phước lành mà nó đã làm trong kiếp trước. Và cái hình trạng hàng xóm tôi ghét trả cỡ mình nào đi nữa thì phải nói rằng không cần tôi ra tay, cái ác nghiệp của hình trả đủ để làm thành ra rồi, hiểu không? Bây giờ cái hiểu, cái xả nghĩa là vậy, có nghĩa là mình không còn dính trong cái thương ghét nữa, mà mình dòm nó mình biết rồi. Mỗi người mà mình thương ghét đó, họ đều có một núi tiền nghiệp, mỗi người đi theo cái tiền nghiệp của mình. Các vị biết thời Đức Phật có nhiều vị thánh A-la-hán trí tuệ từ bi hạnh lòng biết bao nhiêu, mà tới khi cái quả xấu mà nó trổ rồi, A-la-hán đó, mà quả xấu nó trổ rồi chết thảm. Còn nhiều cái đại ca mà có như trời ơi đất ơi, chằn ăn chằn quẩn, mà khi cái phước nó trổ râu rồi nó ác bằng trời mà nó có hưởng phước không hết, sống vui mà chết lầm nó ghê chứ, hiểu không? Hôm qua có ví dụ là mình còn nhớ không, 10 năm trước tôi rất là siêng, tôi trồng măng cụt sầu riêng, 4 năm nay tôi chỉ biết nằm phè ra tôi chích hút thôi. Nhưng mà năm nay là năm thứ 10 thì tôi có sầu riêng bên cùng tôi ăn đúng đối với cái bà này này. 10 năm trước là bà là cái người chích hút lười biếng đổ đốn bê tha trị lạc, nhưng mà cách đây 3-4 năm thì bà coi như siêng năng chí thú cần mẫn làm ăn trồng trọt đủ thứ. Tới năm nay cái farm bà nó mới có 4 năm rồi, làm sao mà có mấy cái cây trái lâu năm được. Bà si bị lắm, người bà đen thui tay chân, bà nó móc cời băng nha trên, mà bà vẫn phải đi qua nhìn lại qua cái farm của tôi để bà mua mấy cái trái cây, hiểu? Ai cũng nhìn nhau, tôi ngồi tôi cứ nằm đúng chị keo phì phì đó. Mà cái farm của tôi nó cực kỳ ngon lành là tại sao? Là bởi vì 10 năm trước tôi hư là hư mấy năm nay thôi, nhưng mà 10 năm trước tôi rất là ok. Còn cái bà này bây giờ 3-4 năm nay bà rất là ok, nhưng mà 10 năm trước thì bà trời ơi rất hẳn, hiểu đấy. Cho nên vì mình hiểu được cái đó cho nên mình thanh thản, mình thoải mái, mình bình đạm nội tâm, bình đạm nội tâm. Thương chúng sanh thì cứ thương, nhưng mà luôn luôn nhớ chân là mỗi người trong đời này có một núi tiền nghiệp ác, tiền nghiệp thiện vã. Thì bây giờ cái nào mà nó trổ thì họ phải sống theo cái đó. Họ dễ thương bằng trời như thế, nhưng mà nhầm cái lúc mà cái ác nghiệp nó trổ thì họ bị thê thảm. Mà họ ác cỡ nào đi nữa, mà nếu mà nhầm cái lúc quả lầm nó trổ thì họ sinh sướng như tiên vậy đấy. Thì tôi muốn trả lại vấn đề: khi mà chúng ta biết Phật pháp rồi thì chúng ta sẽ hiểu ra một chuyện, đó là cái gọi là đời sống của chúng sinh ấy, nó gồm cái hai phần: phần xác và phần hồn. Tôi kẹt lắm tôi mới xài cái chữ này, nhưng mà đối với cái đám đông trước mặt tôi nói vậy các vị hiểu. Mỗi chúng sanh trong đời nó gồm cái hai phần xác và phần hồn. Thì cái phần xác nó gồm
tức là cái thành phần vật chất, thành phần sinh học, hiểu chứ, sinh học luôn. Còn cái phần hồn á là cái phần tâm linh, phần tinh thần, nó được cấu tạo như thế này. Tâm thức tức là cái biết cộng với các cái thành tố tâm lý mà mình gọi là mental factors, nghe kể không? Tâm thức chỉ là một thôi, tâm là biết thôi, tâm chỉ là biết thôi. Phật cũng có tâm, phàm cũng có tâm, nhưng mà cái lớn chuyện nó nằm ở phía sau cái thành tố nào mà đã đi tới cái tâm đó đó, nghe kịp không? À, nên nhớ tôi nói chậm để mà muốn ghi thì ghi. Tâm á chỉ là biết thôi, chỉ là cái biết thôi, bắt tâm gọi là tánh biết à, tánh biết. Nhưng mà cái tâm nó được gọi là tâm thiện, tâm ác là phải dựa vào ba cái khía cạnh sau đây. Một là cái tâm đó nó dựa vào căn nào trong sáu căn. Thí dụ như cái biết đó mình nó dựa vào con mắt thì mình gọi nó là tâm nhãn thức. Cái biết đó nó dựa vào lỗ tai thì mình gọi nó là tâm nhĩ thức. Cái biết đó dựa vào lỗ mũi thì mình gọi đó là cái tâm tỷ thức. Rồi lưỡi thì gọi là thiệt thức. Dựa vào xúc giác thì mình gọi nó là thanh thức. Mà nó dựa vào cái giác quan thứ sáu thì mình gọi nó là ý thức, nghe kịp không? Có nghĩa là trong một ngày như vậy, dầu các vị nằm ngủ, các vị nằm bị khô ma, hôn mê, hay là các vị là một vận động viên năng động, một bà tiểu thương bán hàng ở ngoài chợ Kapalabhata, tất cả chỉ là những hoạt động của sáu căn thôi. Lúc thì mắt làm việc, lúc thì tai làm việc, nhưng mà vì cái tâm của các vị nó nhanh quá đi, nó nhanh quá nhanh đi, cho nên các vị không có biết rằng toàn bộ đời sống của mình nó chỉ là một cái quá trình, một cái process làm việc luân phiên của sáu căn. Cái lúc mắt thấy, cái lúc tai nghe mà nó nhanh quá nhanh, cho nên quý vị cứ tưởng là tôi sống, tôi, cái me, ai, cứ tưởng như vậy. Nhưng thật ra cái này có cái me, cái ai nữa, mà nó chỉ là sự tiếp nối liên tục của sáu căn, nó sự tiếp nối của các hoạt động từ sáu căn, chỉ vậy thôi mà nó nhanh lắm. Cho nên người không học giáo lý A Di Đà không có biết chuyện này. Thật ra khi mà các vị ngồi trong nhà mà các vị nghe một cái âm thanh bên ngoài cửa đó, thật ra nó không đủ, chỉ cái biết lỗ tai nó không đủ, mà nó phải nhờ cái biết của một loạt ý thức. Tôi ví dụ như mình nghe ngoài cửa có một cái câu nói, mình đang ngồi mình nghe có một tràng khoảng chừng một phút, thì cái lỗ tai mình nó chỉ làm cái việc là nó ghi nhận cái âm thanh đó thôi, chứ nó không hiểu gì hết. Nhưng mà chính cái ý thức, tức là cái thứ thứ sáu đó, bắt đầu nó phân tích. Cái tiếng này là tiếng của người nữ và tiếng người nam, họ đang nói tiếng Pháp chứ không phải là tiếng Anh, hoặc là họ đang nói tiếng Anh mà giọng Mỹ, giọng Ireland, giọng Scotland chứ không phải là giọng của An Lê Thứ Thiệt, hiểu không? Chứ mà giọng nữ mà giọng Ireland, giọng Irish. Và đồng thời mình biết rằng cái giọng này là nữ, mà nữ này có tuổi rồi, chắc phải trên 60. Và mình biết thêm nữa là cái nội dung của câu nói đó là bà đang mắng ai đó, nghe hiểu không đó? Thì toàn bộ cái chuyện giọng đó là giọng nữ, nói tiếng Anh, giọng Irish đó, của một bà cụ trên 60 và đang mắng ai đó. Thì toàn bộ cái những cái chi tiết này nè là thuộc về thức thứ sáu, hiểu không? Còn cái vụ mà mình nghe được cái âm thanh đó là thuộc về thức thứ hai, tức là nhị thức. Nó gớm như vậy đó, gớm như vậy. Cho nên theo được A Di Đà, mà một lần mà mình nhìn thấy cái gì đó là tâm thức nó diễn biến như sau. Một là cái process số một, trong Pali gọi là chitta vidhi, có nghĩa là tâm lộ đó, cái là mình gọi là cái process đầu tiên đó. Nó làm chuyện gì ta? Nó chỉ chụp hình, nó làm chuyện chụp hình thôi, nó chỉ ghi nhận cái hình ảnh đó thôi, chứ mình chưa biết hình ảnh là cái gì. Nó chỉ chụp bọc, con mắt nó chụp xong nó mới đưa vào bên trong, thì lúc nó ý thức bắt đầu nó làm việc, nó làm ba cái việc còn lại. Tôi nhắc lại, con mắt nó chỉ chụp bật, nó biết đó là cái gì, nó đưa vào trong. Đó là tâm lộ thứ nhất, gọi là tâm lộ nhãn thức. Cái tâm lộ thứ hai đó, gọi là cái tâm lộ gọi là sammohana vidhi, có nghĩa là nó tổng hợp là những cái chi tiết mà con mắt mới vừa chụp. Các bạn nghe kịp không? Có nghĩa là nó dòm cái đó là hình tam giác, cái đó là hình vuông, hình bình hạnh, hình thoi, hình thang, cái đó là xanh, vàng, đỏ, trắng, nói chung là hình ảnh
đó. Rồi màu hình ảnh đó gồm có màu sắc và hình dáng, nó gồm các cái chi tiết đó lại. Cái thì cái tâm cái bộ xét thứ hai thì được gọi là samuhana. Samuhana có nghĩa là gathering, có nghĩa là tổng hợp. Tới cái thứ ba đó nó gọi là attavity, có nghĩa là nó mới xác định cái này là cái gì. Ồ, cái này là cái ly hay là cái tô, nhưng mà chưa tôi mới tới đây nó chỉ xác định cái vật là vật gì. Tới cái lộ thứ tư, cái process thứ tư nó gọi là namavity, có nghĩa là cái thứ nhất là chụp hình của con mắt, mắt chụp hình. Thứ hai nó gọi là tổng hợp các chi tiết. Cái thứ ba là định hình, và cái thứ tư là định danh, mà biết đó là cái gì. Lúc như tôi nhắc lại, chụp hình, tổng hợp, định hình và định danh. Mà nó nhanh đến mức mà mình không có lường được. Ở đây ai đó từng sống, từng học vật lý, học physics, và ai đó từng xài ba cái máy móc, bây giờ tôi mới tin cái chuyện đó. Chứ hồi xưa là người ta không có ngờ là lệ thuật tâm lý của nó nhanh như vậy, nó mau lắm. Và có người hỏi tôi chứ dựa vào đâu mà tin tốc độ của tâm thức nó nhanh như vậy. Thì tôi nhớ tôi đã từng ví dụ thế này. Nếu mà nó không có nhanh như vậy đó, thì làm sao mà người ta có thể giải một cái bài toán phương trình trong vòng tích tắc, có hiểu không? Tôi nói có hiểu không? Hoặc là các vị biết phi công khi mà họ gặp tình huống nào đó, họ có thể xử lý, thì họ có thể giải quyết, thì lúc đó là họ làm việc rất là nhanh. Tức là bao nhiêu kiến thức của phi công trong tình huống đó rồi, khi mà nó bị turbulence hoặc nó bị bão, nó bị cua lốc xoáy, thì lúc đó phi công họ biết rõ là họ đang gặp cái gì, họ phải làm cái gì, mà trên trời lúc đó họ không có thời gian để mà lấy tờ giấy mình ngồi ghi làm từ cộng trường nhân viên, nhưng mà tất cả nó diễn ra hết ngay kịp không. Gọi là ở đây ai từng biết chút ít về hình học, các vị biết tọa độ mà, phải không? Các vị biết mình ở ngồi trong lớp học, thầy giáo đưa mình một bài toán về lượng giác, về hình học, về tọa độ, thì mình ngồi mình có thời gian, mình cái đầu óc thoải mái rồi. Là nhưng các vị biết đề lô pháo binh ở đây, các biết đề lô pháo binh từ lúc này cha pháo binh mà khi mà bị kiểu như ông Nguyễn Đình Bảo mà vụ mà đòi chặt ly đó, bút kêu ngoài mà nó pháo vô đó, là có thể phải cho tọa độ chính xác, bởi vì giữa ta và địch nó cách nhau có mấy mét thôi, có hiểu đó không? Có hiểu đó không? Bây giờ đó mà còn là chết cha cả làng, lúc đó mà làm rất nhanh và rất chính xác. Nếu chỉ cần nó hỏi gia đình mày ở đâu thì mình phải cho tọa độ chính xác, để nó rót vô cách nhau có mấy mét thôi, nó rót vô là nguyên một cái tiểu đoàn nằm đây mà nguyên vẹn, nó chỉ chết trong kia. Mà chưa kể những cái chiến trường mà kiểu bánh da lợn, biết không? Cứ sâu hay đậu, lúc đó là lúc bây giờ đó mình không có thời giờ để mà mình làm còn sai. Thì lúc đó mình mới tin, ồ, cái tâm nó nhanh như vậy. Nó vừa teo, sợ chứ. Vừa sợ mà nó phải vừa làm toán, để cho mình kia rót cho chính xác, rót cho ngọt. Chết cả nhà, chỉ chết hàng xóm, chết mình nó khó lắm. Tôi đưa cho ra hai tình huống, phi công và một cái người đề lô của mình. Thì lúc đó mình thấy cái tâm nó nhanh cái mà, nhanh lắm nha. Cho nên đó là tại sao tôi đánh một vòng xa như vậy để nói là có một cái điểm xứng, là chính vì chúng ta không có học giáo lý, cho nên chúng ta không biết cái cấu trúc tâm lý của mình nó được cấu tạo, nó được hình thành như thế nào. Và tôi nói chậm lại, toàn bộ Phật pháp gồm có hai phần, đó là lý thuyết và thực hành nha. Toàn bộ Phật pháp gồm có hai phần, lý thuyết và thực hành. Anh mù tịch về lý thuyết, anh biết cái sĩ gì mà anh tu. Nhưng mà nếu anh cứ cắm đầu anh tu thì anh biết cái gì. Còn nếu mà anh chỉ cắm đầu anh học mà anh không có thực hành thì anh chỉ là cái muỗng trong cái nồi canh thôi. Có hiểu không? À rồi, bây giờ xong. Như vậy thì toàn bộ Phật pháp chỉ gồm ở trong cái lý thuyết và thực hành. Và cái lý thuyết thực hành đó nó còn một cái điểm đồng là gì ta? Là nó giải quyết hai cái chữ quá và chữ hao. Pháp môn tứ niệm xứ đó, pháp môn tứ niệm xứ và cả toàn bộ tâm đại chỉ giải quyết hai chữ quát và chỉ hao. Quát là thân này nó được cấu tạo bởi những cái thành tố gì, đó gọi là quát. Và hao nghĩa là với những cái sự cộng ghép đó nó hoạt động ra sao là hao. Pháp môn tứ niệm xứ cũng vậy. Buổi đầu chúng ta phải làm gì thì làm, tôi phải nói một chuyện mà gây sự hiểu lầm và thậm chí gây mất lòng quý vị, tôi vẫn phải nói. Có rất nhiều vị rút kinh nghiệm bản thân
có, mà để thu gom quần chúng cho lẹ cũng có, đưa ra một cái đường hướng tu hành là không cần ông giáo lý. Cái đó là cái mà tôi chống triệt để cho đến hồi ở cuối cùng. Bởi vì các vị tưởng tượng đi, đừng có nói tu hành phức tạp, chỉ riêng cái chuyện mà ăn kiêng á, một cái người mà không biết chữ, không biết đọc sách, họ ăn kiêng khác cái người mà có kiến thức của bác sĩ, dược sĩ, có đúng không ta? Mặc dù ăn kiêng nó giống nhau, có nghĩa là đừng có ăn đồ ngọt, đồ mặn một cách lạm dụng, nha. Hạn chế dầu mỡ chiên xào nha, và thường xuyên chạy bộ, uống nước lọc, ăn trái cây, rau quả, đấy, đặc biệt là các loại hột nách. À, đó, tôi biết chữ, nhưng mà tôi nghe bác sĩ nhận vậy đấy, thì tôi cứ làm y chang như cả. Và đặc biệt trái dạy là hạn chế đồ nướng, đồ xào, đồ chiên, và đặc biệt tập trung ăn cái đồ steam. Nghe dốt mà vô đầu rối loạn hàng ngủ, nghe kịp không? Tất cả những cái đó tôi không biết chữ, mà tôi toàn là tôi nghe người ta nói thôi. Nhưng mà với một cái đầu của bác sĩ đó, họ cũng làm y chang như vậy, nhưng mà họ hiểu biết cái bị hiểu không? Nó khác nhau không ta? Nó khác nhau chứ. Rồi, đạo Phật y chang như vậy, không học giáo lý mà cứ cái đó là con cứ ngồi yên, giữ lòng thanh thản, đừng có bị bôn ba khai duyên theo ngoại trần. Đó chính là tu, đó là thiền đó. Nghe thì nó đã thiệt. Bởi vì chỉ đầu tiên là nó chọt ngay cái tử quyền của mình là biết. Nghe thấy đó. Nhưng mà cứ ngồi đi con ngồi một ngày rồi đó, con mới ngộ ra là con không biết chỉ móc gì hết. Thì lúc đó là đại họa. Lúc ông thầy đi mất rồi đó, là mình ngồi lại với cái xà lõn bao lỗ, mình mới biết nó tan thương cỡ nào. Nghe. Cho nên bắt buộc học giáo lý. Rồi, khi mà anh có học giáo lý, anh mới biết rằng trong người của mình nó gồm có phần xác và phần hồn. Phần hồn nó gồm cái gì ta? Gồm thức, là cái biết Benovi, cái biết đơn giản, cộng với những thần tố tâm lý, với những cái hoạt động đại khái như tôi vừa nói nãy giờ, chứ chưa có đủ đâu. Quý vị ít nhất phải có một lớp intensive, ít nhất minimum, ít nhất Một tháng mà một ngày là phải là 4 tiếng, sáng 2 chiều 2. Mà những gì đã được học là phải được test liên tục, chứ còn mà học xong rồi quên sạch thì một tháng nó coi như là bỏ vô cầu nhấn nút nha. Cho nên là một ngày với hai, ít nhất là 2 tiếng, và liên tục bỏ hết tất cả công ăn việc làm, học xuyên suốt một tháng. Nếu mà bà con có cái lòng tin Phật pháp, sợ sanh tử, muốn chuẩn bị một cái tuổi già cho nó ngon lành, thì một tháng đó coi như một tháng mình bị bệnh đi, một tháng nằm liệt giường đi. Mà tại sao mình có thể nằm liệt giường mà mình lại không bỏ ra một tháng để mình học đạo? Nghĩ kỹ rồi. Hoặc nói cách khác, nếu mà bác sĩ phán rằng anh bỏ ra một tháng học giáo lý, anh sẽ chặn được cái cơn ung thư của anh á, thì mình chắc chắn sẽ học, đúng không? Nhưng mà tại sao để chuẩn bị một tuổi già ngon lành mà mình không dám bỏ ra một tháng? Chỉ đầu tiên là quý vị không có tin chúng tôi, và các vị cũng hơi thiếu trách nhiệm với bản thân. Tại sao chúng tôi đã không tin chúng tôi? Là bởi vì tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, thế giới này nó chính là những gì mình thấy và mình hiểu. Có hiểu không? Và Phật pháp đem lại cho mình một cái nhận thức về thế giới. Tôi đặt nói Phật pháp ở đây là giáo lý nghiêm túc, chứ phải vô mà ngồi lần chuỗi mà nó cóc len keng, không phải. Một cái Phật pháp có vậy. Ví dụ như bên Bắc truyền thì các vị phải học duy thức, Nam truyền học A Di Đà. Bắc truyền là các vị phải học thành thật luận, câu xá và tỳ bà sa. Nam truyền thì các vị bắt buộc phải học thắng pháp tập yếu và thanh đạo, thanh tịnh đạo. Bắt buộc. Bởi vì có cái chuyện mà học bao lâu đó, thì cái đó tùy thầy, tùy cái chương trình và tùy cái đầu của quý vị. Cho nên tôi đâu có nói dùm là bao lâu, nhưng mà đại khái là để hiểu về mình, để mà tu tập thì phải mất thời gian ít nhất là một tháng mà intensive, học tập trung. Rồi, bây giờ tôi trở qua pháp môn tứ niệm xứ. Pháp môn tứ niệm xứ là gì? Nó cũng vẫn là giải quyết hai vấn đề, đó là quát và hào. Có nghĩa là sao ta?
ngày trước đến giờ tôi nói không biết là bao nhiêu lần, trước đến giờ, xưa nay, trong vô số kiếp quá khứ và ngay trong kiếp này, chúng ta chia là hai nhóm: chết rồi mà chưa chôn, chôn rồi mà chưa chết. Đa phần chúng ta nằm ở trong nhóm một: chết rồi mà chưa có chôn. Nghĩa là sao? Sống như là một cái tử thi, một cái xác vậy đó. Ăn nói cười khóc buồn vui mà không có kiểm soát. Chính vì anh sống thiếu kiểm soát cho nên là anh lúc thì chạy theo cái mình thích, có lúc anh chạy theo cái mình ghét. Và cứ chính vì cứ chạy theo hai cái thích ghét là mãi mãi trầm luôn. Pháp môn tứ niệm xứ là gì? Là anh sống trong kiểm soát. Anh biết rõ cái gì nó đang diễn ra trong lòng của mình. Mình biết nó đang vui, nó đang buồn, nó đang thiện, nó đang ác. Còn cái mà mình đang thấy, đang nghe, mình biết rõ nó là cái gì. Nó được cấu tạo bởi cái gì? Đó là đất, nước, lửa, gió, hư không và tâm thức. Thì cái cơ sự nó đi ra từ cái dây nó ngắn quá cho nên tôi không có rời cái ghế được, tôi mới ngồi ở đây chịu cái dài rồi, cái dài rồi. Cái gì viết không được thì luyện, đừng có tiếc. Tôi đi dạy học 800 chỗ rồi, nó mắc cái chứng gì mà nó nghèo truyền kiếp hay sao mà cứ làm không được, mà cứ để nó thờ hoài khổ. Toàn bộ đời sống của chúng sanh, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ chúng sanh, từ giáo hoàng cho tới con ruồi, từ mặt trời cho tới cái hạt cát nhỏ xíu, tất cả đều được cấu tạo bằng 6 cái này. Trong cái tiếng chuyên môn của nhà Phật gọi là lục đại. Đó vậy các vị nghe tứ rồi phải không? Đó, cái này Phật cái mới, đó là lục đại. 6 thứ là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức. Hư không là cái gì ta? Hư không ở đây nó gồm có hai nghĩa. Hư không chính là không gian, mà nó cũng có nghĩa là cái gap, có nghĩa là cái khoảng cách giữa A và B. Ngay cả trong ngành vật lý hiện đại họ cũng nhìn nhận là giữa các phân tử nó cũng có, đúng chưa? À, cái đó gọi hư không nha, phải hiểu nghĩa rộng như vậy. Còn cái thức chính là tâm thức, hồi nãy tôi nói đó là cái biết cộng với những cái thành tố, ví dụ như tâm thiện là gì? Tất cả tâm thiện tâm ác nó đều được cấu tạo như thế này. Một cái bè nô vi nha, mà nó cộng với 13 cái thành tố tâm lý bắt buộc, 13 cái neutral, 13 cái neutral factors cộng với 14, có đồng nhớ rồi đó, 14 cái negative factors, thì nó bàn ra là tâm ác nha. Còn cái pe nu vin này nè, mà nó cộng với 13 cái neutral cộng với 25 cái positive factor, đúng không? Thì nó sẽ bàn ra là tâm thiện, tâm lành, tâm tốt. Nghe kể không? Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nha. Nhớ nha. Đất, nước, đất tôi đã định nghĩa rồi. Đất là không phải là sôi, mà đất ở đây là cái trạng thái cứng, mềm, nặng, nhẹ, mịn, nhám, gọi là đất. Nước không phải là water, mà nước đó là cái trạng thái tan chảy, ngưng tụ và kết dính các phân tử lại, đó gọi là nước. Lửa là tất cả các nhiệt độ lậm nóng cỡ nào đều gom chung là lửa. Dầu cái vật đó nó nhỏ đến mức mà mình, cái xúc giác của mình đó, mình không có thể biết được nhiệt độ của nó, nhưng mà trong đó nó vẫn có nhiệt độ. Tôi nói cái gì thì giống như trong một hạt bụi, mình không có thể tưởng được là hạt bụi bản thân nó cũng có nhiệt độ. Thấy tôi đi đào nói vậy mà nha. Đó là lửa. Còn gió đây không phải là wind như mình nghĩ thông thường, mà nó là cái trạng thái xê dịch
căn phòng di động và áp suất, áp suất là pressure, tức là cái nó motion, nó movement cũng là gió, mà nó pressure cũng là gió, có nghĩa là xê dịch di động căn phòng và áp suất. Những trạng thái này gom chung được gọi là gió. Và nó lớn chuyện lắm quý vị, nó lớn chuyện lắm. Lớn chuyện chỗ này tôi nói thiệt là chậm. Tất cả vật chất mà quý vị thấy bằng mắt, nghe bằng tai, sờ bằng xúc giác, ngửi bằng mũi và biết bằng lưỡi, tất cả những thứ vật chất đó mình thấy nó ghê gớm chứ mình không học đạo. Mình thấy nó đứa thì cứng, đứa thì mềm, đứa thì ướt, đứa thì khô, cái thì màu xanh, cái màu tím, cái thì lớn, cái thì nhỏ, cái ngắn, cái dài, cái rộng, cái hẹp. Nhưng mà chúng ta đâu có ngờ to như ngọn núi hay nhỏ như hạt cát. Nếu mà nói rốt ráo, cái vật chất trong ngọn núi hay là hạt cát, nếu mà nói rốt ráo, nói tới nơi, nó chỉ là những trạng thái thôi, những trạng thái very abstract, nó rất là trừu tượng, nghe hiểu không? Khi mình định nghĩa về bốn đại đó, mà mình định nghĩa rốt ráo rồi, thì nó chỉ là những, còn là những trạng thái. Vì sao vậy? Vì thôi cái núi nó bự lắm. Bây giờ tôi nói cái nhỏ nhỏ thì ví dụ tôi nói cái form của mình, nếu mình nghiền nát nó ra, mình chia nó ra thành 1000 lần, thì các vị còn thấy cái form nữa không? Hiểu chưa? Rồi tôi lấy 1/1000 đó, tôi đi nghiền nát ra thành 1000 phần nữa, tức là 1 triệu, đúng không? Tức là nếu cái form này bây giờ tôi lấy ra 1/1000 của nó, thì các vị nhìn các vị biết nó là cái gì không? Bây giờ hiểu chưa? Rồi tôi lấy 1/1000 đó, tôi tiếp tục tôi làm nhỏ đi nữa, thì cái phần mà 1/1000 của cái triệu đó, thì các vị thấy nó còn nhỏ nữa, hiểu không? Cho nên cuối cùng rồi, những thứ vật chất mà mình thấy nó ghê gớm, nó chỉ là những trạng thái mà thôi. Đó là lý do tại sao mà ngũ uẩn giai không. Bây giờ hiểu chưa? Ví dụ như bây giờ thôi nói cho mình một chuyện khác, cộng rau muống. Mình cầm nó, mình nói đây là cộng rau muống. Nhưng mà nếu cộng rau muống này mà tôi chia nó ra thành 1000 lần thì nó không còn là cộng rau muống, đúng không ta? Phải không? Mà nó bậy một chỗ là trong vô số kiếp chúng ta không biết chuyện đó, không biết chuyện đó. Cho nên là chúng ta cứ chấp đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là đẹp, đây là xấu, đây là vàng, đây là chì, đây là đá, đây là ngọc. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, có hai cách nhìn về thế giới: cách nhìn về hiện tượng và cách nhìn về bản chất. Có hiểu không ta? Có nghe về hiện tượng và bản chất không? Hiện tượng tức là chế định ấy. Chế định hay là phenomena. Còn bản chất ấy, thì tiếng Bali gọi là paramattha, tức là chân đế hay là bản chất. Bị nghe kịp chưa? Chúng ta có hai cách nhìn về thế giới: cách nhìn một là cách nhìn qua hiện tượng phenomena. Cách nhìn thứ hai là chúng ta nhìn thế giới qua bản chất. Cách nhìn qua hiện tượng là sao? Đây là ly nước mía, gọi là nhìn qua hiện tượng. Nhìn trên cái cạnh hiện tượng, đây là ly nước mía. Nhưng mà nhìn về cái cạnh bản chất, đây là H2O cộng với gluco cộng với axit cộng với các thứ axit amin, hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Như vậy thì bây giờ tôi ra ngoài Capramatta, tôi kêu một ly nước mía hay là tôi đem ra một đống hóa chất, tôi kêu nó bán, hiểu không ta? Hả? Hiểu phải không? Ok. Thì như vậy chúng ta có hai cách nhìn về thế giới: cách nhìn thông qua hiện tượng thì đây là ly nước mía, nhưng mà nhìn về bản chất thì tôi vừa nói nó gồm có H2O, và H2O là chúng ta là hydro, là oxygen, đúng không ta? Không, rồi gồm những cái hóa chất khác, gồm những các dưỡng độ như acid amin, calcium, rồi fluco. Thì tất cả những cái đó nó gọi là bản chất. Thì khi mà mình không có tu tứ niệm xứ, mình nhìn thế giới là mình chỉ biết nhìn nó qua hiện tượng thôi. Tôi, chỉ đầu tiên là tôi đó, đó tôi đang ngồi, tôi bị đau lưng, tôi bị nực, tôi bị ngứa, tôi bị mỏi, tôi bị tê. Nhưng mà nếu mà các vị tu cứ từng xứ là lại khác à. Các vị ngồi như thế này, nó đau ở đây, các vị chỉ ghi nhận rằng khổ thọ đang có mặt. Nghe kịp không? Tôi nói thì chậm nha.
lúc đó tôi mới nhớ là cái chuyện gì đó, tôi đang ngồi theo dõi anh Thảo mà tôi nhớ chuyện gì đó, tôi biết là đang phóng dật. Và khi tôi nhớ đến chuyện gì đó mà tôi bực mình, tôi biết là tôi đang có tâm sân, hiểu không? Thì ở đây ai không học giáo lý mà ai không làm giả thì nghe cái đó rất là ngớ ngẩn. Tại sao tôi phải làm chuyện đó? Nhưng mà nghe tôi đi, tại vì nghe tiếp đoạn sau. Lâu ngày từ một ngày cho đến hai ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày, nửa tháng, một tháng, ba tháng, sáu tháng, một năm, tùy cái căn cơ nhiều ít. Khi mà các vị liên tục một thời gian dài làm gì biết nấy nha, tôi nói chậm lại, làm gì biết nấy, làm gì biết nấy, và không còn thấy cái tôi nữa mà chỉ thấy toàn là từng, hiểu không? Đây là sự khó chịu đang có mặt, sự dễ chịu đang có mặt, tâm thiện đang có mặt, tâm xấu đang có mặt, tâm tham đang có mặt, tâm sân đang có mặt. Nghe kể không? Tức là suốt một thời gian dài các vị không còn thấy cái nào là tôi hết, mà toàn là mấy cái món đồ phạt thôi. Không còn là chiếc xe nữa mà thấy toàn là đồ phạt không? Nghe kể không? Thì ngay cái lúc đó là lúc các vị nhận ra một tỷ vấn đề rất là quan trọng và rất là thú vị. Thấy cái gì ta? Thấy chuyện thứ nhất, tất cả là đồ lắp ráp. Thứ hai, mọi thứ do duyên mà có và cũng do duyên mà mất đi. Mà tại sao phải thấy như vậy? Khi anh thấy như vậy, anh không còn thích tầm lâm nữa. Mà khi anh không còn thích tầm lâm nữa thì anh không còn ghét tầm lâm nữa. Mà nói theo thánh kinh thì phúc thay cho kẻ nào không còn thích và ghét. Có nghĩa không? Tức là mình chửi cha họ, họ tỉnh mơ. Mình quỳ, mình lạy họ, mình hôn cái chân họ, họ cũng trừ trơ rồi. Lúc đó là hạnh phúc. Và cái hạnh phúc của Phật Pháp là cái gì ta? Cái hạnh phúc của thế gian là có được cái mình thích, né được cái mình ghét. Đó là theo thế gian. Nhưng mà hạnh phúc Phật giáo là gì? Là không còn cái để thích và không còn cái để ghét nữa. Cái hạnh phúc mà đến từ cái chuyện mà né được cái ghét và có được cái thích, cái hạnh phúc được cực kỳ mong manh. Tại sao vậy? Vì nếu né không được cái ghét thì sao ta? Khổ. Kiếm không được cái mình thích thì khổ. Còn cái người mà không còn thích ghét nữa thì cả đời nó cứ trơ trơ nó cứ... Hiểu không? Một vị A-la-hán vẫn có thể ngồi nhìn trăng lên trăng xuống mà không vì một cái cơn gió lạnh làm cho khó chịu, không vì một cái tiếng bị một cái bà bán cá đứng trước chùa phải chửi mà làm cho người khó chịu. Thì A-la-hán không khổ vì một cái email, một cái tin nhắn, một cú phone. Thấy kể không? Cái ngày nhìn trăng ở bữa nay trăng đẹp, trăng 14, trăng 16. Và ngày nhìn trăng mà ngày biết rõ nó theo chu kỳ mà đến rồi mai này nó sẽ theo chu kỳ nó đi. Các pháp nó vận hành là vậy. Các ngài nhìn bằng tất cả sự thanh thản, không trông mong cái này đến mà cũng không mong cái kia đi, hiểu không? Cái đó là cái an lạc thật sự của một người hiểu đạo. Còn mình thì sao? Mình ghét, mình sống được cuộc đời này bằng thái độ rất là trẻ con, mong cái này, mong được cái này và muốn tống khứ cái kia. Mong không được là khổ, tống khứ không được là khổ. Cho nên đây là lý do vì đâu mà chúng ta phải tu tập tứ niệm xứ. Đủ duyên chứng là hạn thì được như tôi vừa nói đó. Còn nếu không, ít nhất là mình sống trong đời này bằng sự an lạc và không có tiếp tục gieo cái mầm sanh tử nữa. Tôi nói có nghe kịp không? Có nghĩa là sống chậm lại, làm cái gì biết cái nấy. Cái thời gian này nó lâu mau tùy người. Tôi nói thiệt là chậm nha. Buổi đầu cũng có một thứ hình xứ, chỉ là chánh niệm thôi. Tôi lạy các bố ở đây đừng có bắt trước mà sắp thiền, hoặc là nghe mấy thầy thiền sư mà nói là quán chiếu. Tôi xin các vị chưa đủ sức đâu. Người ta nói gọn, người ta nói như vậy. Người ta nói gọn, người ta nói như vậy. Không phải người ta nói sai, nhưng mà ta nói gọn là nói như vậy. Nhưng thực tế buổi đầu chỉ là chánh niệm thôi, làm gì biết đấy. Đến một lúc nào đó trên cái nền tảng chánh niệm, tức là mindfulness đó, trên cái nền đó đó, các vị nhận ra một điều, đây chính là lục đại, hiểu không? Những gì các vị nghe được chiều nay chỉ là nghe, các vị là một con két, nghe một con két nó nói thôi. Nhưng mà sẽ có một ngày chính các vị nghiệm ra cái đó, thì các vị ngồi xuống, đặt cái bông xuống. Cái nặng nhẹ đó chính là địa đại.
cái nhiệt độ mà mình cảm nhận được đó chính là hỏa đà. Cầm cái vật gì lên, vừa cầm lên nó là mình biết nó cứng mềm đúng không ta? Đó là địa đài. Vừa cầm nó lên là mình cảm được cái nhiệt độ của nó, đó là hỏa đài. Nghe kiểu không? Và nó không nằm yên mà nó có sự xê dịch, đó chính là phong đài. Sự kết dính giữa các thành tố vật chất để cho nó có thể dính khắc lại, đó chính là thủy đài. Nghe kiểu không? Thì ngay bây giờ chiều nay là bắt đầu tôi giảng cái lấy làm cho bà con ngủ đã luôn đó, nha. Nhưng mà phải chấp nhận cái đó, bởi vì mình không thể nào mà mình cứ đi vào pháp hội mà cứ nghe người ta kể chuyện ma chuyện tiếu hoài được. Tôi giỡn trong lúc nữa tôi phải ngưng cái già rồi nha. Bây giờ tôi giảng vì cũng già, bây giờ phải chuẩn bị chết, chết cho nó êm. Sống ok chết mới đẹp, tin tôi đi. Sống tỉnh táo chết mới êm. Sống như thế nào mà bây giờ bác sĩ nói mổ là mình dạ. Chỉ dạ rồi đem vô làm tịch bơ. Chỉ dặn người nhà sáng mai tôi, nếu sáng mai tôi còn về thì ok, không có gì để nói. Nếu sáng mai tôi không về thì cái wheel tôi để trong ngăn kéo. Hạnh thản như vậy. Tôi nói một lần nữa, tôi không mong sống lâu, tôi chỉ mong chết thanh thản thôi. Chết trên máy bay, chết trong xe hơi, chết ở đầu đường tới chợ, sống trong lòng người đẹp trong tôi châu, hay là chết bên bờ sông Đen Liếp. Tôi chỉ mong có một điều thôi, thanh thản. Tôi không mong 90 tuổi. Và tôi cũng nghĩ quý vị cũng phải như vậy. Đừng có mong mà 90 tuổi. 90 tuổi nó làm cái gì? Một, nó cứ đơ đơ như ông Ronald Reagan đó. Đó với ngày sinh nhật ông, bà vợ kiss ở một cái ông hỏi hú quá nhiều. 90 cái đó tôi không nhau. Mà tôi muốn chết thanh thản như là hai vị mà tôi được biết. Tôi thấy tôi trẻ, tôi già rồi. Đó là ngày hậu tâm. Tôi có cái phước tôi được gặp nhà năm đó, cái cho tôi khoe một cái. Và hiện giờ đến online có nhiều người có thể biết chuyện này trên thế giới mà đang coi chúng tôi. Năm đó tôi chắc năm 69, năm 81 mà tự bên Tây về, mà tự nghe nói của ông sư nhỏ tiếng Pháp, mà tự gặp cho bằng đường, đó chính là Trạnh. Năm 81 ngày chết đẹp lắm quý vị, ngày mất đẹp lắm. Trước khi ngày mất, ngày giảng về từ tâm và pháp niệm hơi thở. Xong rồi ngày nói ngày muốn đi toilet, thì vị thị giả là thầy Vũ Đức. Thì mỗi khi thì hòa thượng bị bó kinh niên, thì thầy mới hỏi là hòa thượng có cần giúp không. Thì nó không ngộ lúc sắp mất thì nó thành nó không người khác, cái cơ thể nó làm nên người khác. Rồi tôi ra hòa thượng tự và thượng đi xong thì mới đón ngài ở cửa toilet, thì mới dắt ngài vô trong. Thì lúc đó ngài mới nói một câu bằng tiếng Tây mà ngài bị cứng lưỡi rồi. Thì Sư Đức mới hỏi lại ngài nói cái gì. Thì ngài nói là cái chuyện nên làm cho ông tôi làm rồi. Mà đúng, khi ngài đi Tây thì Sư Đức còn là sa di. Ngài về ngài cho Sư Đức thọ đại giới và ngài ký giấy giao cái chùa Bửu Long cho Sư, cho ngài Viễn Minh. Ngài Viễn Minh ngài giao cái chùa Cát Lái cho hòa thượng Cát Chánh. Cát Lái quyền ông tốt, là ngài ký một giấy giao cái chùa đó cho ngài Viễn Minh. Và ký một ông cụ 88 tuổi làm chuyện đó. Và cái cây bồ đề đó, cái rễ nó độn làm hư đi cái xanh, cái cô truyền rồi mình đi chỉ nó bé quá. Thì ngài hối thở phải làm cho xong, mà ngài hối nghe rất là đặc biệt, sợ không kịp nữa, sợ không kịp nữa. Và ngài liên tục trai tăng, nghĩa là cúng dường cơm như ta, cứ vừa trai tăng vừa hối thở, vừa trai tăng vừa thành nó không có kịp nữa, không kịp nữa. Thì khi làm xong cái bộ đề ngài lên là tụng kinh. Xong rồi cái bữa cuối cùng ngày giảng về từ tâm và hơi thở xong xuôi, ngày đầu đi toilet. Xong rồi ngày nói chuyện với sư Phú Đức, ngày nói là chuyện cần làm mà làm rồi. Ngày vô ngày nằm, ngày để tay thì ngày mới quơ thế này, thì mới bị ngồi bên cạnh hỏi ngày tìm cái gì, ngày nói tìm hơi thở. Chỉ về thôi rồi thì đi. Đó là một cái chết rất là đẹp. Cái chết thứ hai ghi ghê, đó là cái chết của Hòa Thượng Pháp Minh. Hòa Thượng ở Hoài Dưa đó, cứ cái chuyện hơi dài là ngày xưa hòa thượng trước 75 hòa thượng bổn thầy giáo dạy sinh ngữ anh pháp. Hòa thượng bị bác sĩ phán là lao kỳ cuối, bệnh lao kỳ cuối. Hòa thượng bỏ hết rồi đi tu để cầu chết, nó không chịu chết, hiểu không? Buông hết để mà đi tu để mà chờ chết, mà không chịu chết. Hòa thượng tinh tấn lắm, hòa thượng ra ngoài Vũng Tàu mấy cái hồ nước mà của Thích Ca Phật Đà đó, cái thành nó cao cách so với cũng khoảng là hơn 2 mét. Hòa thượng không chịu ngồi thuyền chỗ đó, mà bị ngồi ra đây này,
để không buồn ngủ vì ngủ lộn lộn như sao. Tinh tấn như vậy. Và suốt đời tu của thượng không có nhận thực phẩm trong chén tô, và thượng không ăn thực phẩm trong chén tô bụng nghĩa, mà chỉ ăn trong bát 100%, giống như mình trưa nay ở trên bút tà thâm vậy đó, suốt mấy chục năm. Và các vị biết đồ đi bát mà, thì và thượng về thượng gom thượng trộn lại, nói xin lỗi, giống như đồ người ta mửa vậy đó. Nhưng mà trưa ở trên chùa cứ ăn cứ lựa cái, như cái này đồ ăn bữa ăn trắng ăn riêng, rồi đồ trắng những ăn riêng, còn mà thượng là chè đậu xanh đó, mà thượng cho vô chung với canh chua, với rau muống xào, với chao, rồi thượng làm luôn cho một nồi, rồi cứ thế mà đưa vô. Mà suốt mấy chục năm trời ăn như vậy. Còn ngày trưa cũng thấy bình bát, rồi chụp hình quay phim, rồi thấy tưởng đắt mà sẽ tắt tới nơi mà không dám đắt đâu, em để riêng hết. Và chưa hết, ăn xong rồi liếc ông chưa cái bên, thấy ông có cái miếng sầu riêng lòng tiếc đúng rồi, tại sao không lấy nữa. Lúc tôi ra khỏi chùa tôi nói mấy người đi chung, tôi đến cái chùa này tôi thích lắm, chỉ có một niềm ân hận là không lấy được miếng sầu riêng. Ok, ngày như vậy là cái này mới ghê. Sống như vậy ở trời lá Phật tử mà nóng ruột quá, họ nói ngài ơi không có được, đồng không mong quạnh gió xương gắt tích không có được, ngài cho cất cái am đi, am bằng xi măng. Ngài nói xong cất cái am rồi nó dính mắt rồi nó phiền dữ lắm. Mình đang nghĩ cuối cùng thì ngài trả lời cái này, ngài nói cất những cái chuồng heo vậy đó, có nghĩa là xây 1 mét xây gạch mà không được tô, mà gạch của Úc nó đẹp, nó gạch trần nó đẹp, còn gạch của Việt Nam nó xấu như điên. Ngài cho xây có 1 mét thôi, còn phần còn lại ngày làm lấy cái mắt cáo, lấy tre mà làm thành mắt cáo chứ không ta. Để nói chung nó sám hối trước cái công minh của ngài, nó là cái phiên bản trung thực của chuồng heo, có nghĩa là đủ cao để mà bảo vệ con heo đó, còn trên là tóc lạnh tóc lỏng. Vậy ngày sống trong đó không có tài sản, chỉ có một cái giường thôi với cái bình bát. Thì cái ngày cuối đời ngài là một bác sĩ bên Tây cũng về, tới không đảnh lễ ông thăm ngài. Ông xin sáng mai ông cũng dùng thức ăn này nhận lời, thì hôm sau ông trở lại thì xây có tới đây, còn phần còn lại thì nó thông suốt, nhìn thấy cái này ngồi tập kêu cỡ nào ông mới thử cách ông vô trong, như tịch rồi tịch ngồi ở đây. Ai có biết, có chút kiến thức về y học có bị biết chết là một cuộc đảo chánh, cuộc đảo chánh toàn diện chứ không nó phải là đơn giản. Mà gặp người bình thường là phải có đau nhất và có dãy dụa, đó là bình thường. Còn nếu mà chết là do hớt ách tắc ra là chết do stroke, thì nó cũng phải có một cái dạ, nó phải quẹo, nó phải xấu lắm. Và đằng này là thẳng ban như thế này thì mình cho tới bây giờ không biết bố chết bằng kiểu gì chứ. Tại vì hiểu không, một cuộc đảo chánh mà quý vị. Và đằng này mà tụi mình phải cảm ơn, mình phải quỳ lạy cái câu chuyện đó, là bởi vì mình thông qua câu chuyện của ngài mình tin rằng họ tự ra nó cũng có cái gì cái chết rất lành, hoặc như là hòa thượng hổ nhẫn mà quế mấy chục năm chỉ là đi bát thôi. Và cái buổi sáng cuối cùng tự nhiên ngài nói sáng nay sư đi bát 10 giờ không về, làm ơn đi kiếm. Một ông cụ 50 năm đâu có bao giờ dặn quái gở như vậy, bữa đó tự nhiên mắt thấy chứng gì dặn như vậy, bữa nay 10 giờ không sư về đi kiếm giùm, bắt đầu ôm bát đi chân bát đi băng qua lộ, hai cô gái chọn họ chào ông ta thông ngàn cái ram thất khiếu xuất huyết, biết thất khiếu không, tai mũi mắt ọc máu ra từ giữa lộ, tìm mọi cách đi vô trong lề, người ta bu lại người ta đòi bắt hai cô này, người ta không ai muốn như vậy cho người ta đi. Và ngày không gượng được nữa, ngày vô trong lề, ngày nằm nghiêng qua bên tay phải, nghiêng qua bên tay phải đẹp như vậy. Và tới lúc đem về liệm á thì nó vẫn máu chảy ra, phải lấy đồ chèn cho trong mũi. Và đến lúc nó còn tỉnh như vậy, cho người ta đi, người ta không có muốn, cho người ta đi. Và vô nằm nghiêng, y áo phải sửa lại là nằm nghiêng bên phải. Chúng ta phải mang ơn những cái chết đó, bởi vì những cái chết nó cho mình thấy rằng thì ra nếu mà cái nội tâm của mình mà được trao dồi, được training lâu ngày thì khi đụng chuyện hữu sự đó nó vẫn tiếp tục ok. Hôm qua tôi kể chuyện ngày sẽ làm mắt, ngày nhìn người em ruột mà bị răng cắn, người em ruột nói em qua không khỏi rồi sư huynh, nhờ sư huynh khiêng, nói anh em nó khiêng ra ngoài giùm, đừng để chết trong đây trong hang.
Ngài sẽ phát nguyện vẫn nhờ chư Tăng Thi Na Dầm mà Ngài nói không một câu. Đến giây phút này mà chư đệ bằng buổi sáng sủa như vậy, không có dấu vết, không có dấu hiệu của người sắp chết. Tại vì nghĩ đã, ông em tỉnh bơ, ông anh còn tỉnh hơn, giờ nó còn khen em đẹp trai. Tức là nếu mà người bình thường mà nghe cái đó là tưởng hai anh em nói đùa, hoặc là nghĩ Ngài là người anh không có thương em. Không, chỉ đầu tiên là Ngài không có thương em theo cái kiểu mà thế gian, mà Ngài thương bằng lòng đại bi. Nhưng mà có đại trí thì biết rằng trái nó rụng rồi, trái nó đến lúc nó rụng rồi thì phải để cho nó rụng thôi. Phải sống đến cái mức như vậy đó quý vị. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đa phần chúng ta đi nghe pháp trong một cái không khí đại chúng nó rần rần như thế này, nó ấm cúng như thế này, nó vui vẻ như thế này, chúng ta không có nhớ được rằng rớt có thể một lát nữa vô lưng kia nằm một mình ra. Thì lúc đó mình mới sống với toàn bộ cái năng lượng rồi bản lãnh của mình. Tôi từng nằm viện dưới nằm một mình đó, ngán lắm quý vị, ngán lắm. Mình không biết là mai có ra khỏi đây hay không, mà cứ nằm liếc liếc ra cái lâu lâu nó đẩy rồi nghe tôi nghe trầm mặt, lâu lâu cái nó đẩy nghe em trầm mặt, nó nhột dữ lắm. Biết tới ngày mai nó trầm như một cái nó nữa, biết đâu vào bệnh viện khó nói, nó quở mà nó trầm thôi à. Có nhiều người họ chết rất, cái người tưởng chết nó lại sống, bệnh viện nó như vậy đó, mà nhiều anh bị sốc thuốc nó vẫn đang ngon là nó được chết như thường. Đừng có nói với tôi là mình nó bệnh nhẹ không chết, tôi không tin, tại tôi có biết chút ít gì đó. Tức là nó quẩn là nó chết không nha. Cho nên nó là biết, các vị biết một chuyện đó, là cái người mà bị gây mê họ không có tự thở thì biết hết đó. Gây mê không tự thở được, có nghĩa là mình bị mất thở trong thời gian, và người ta phải canh, người ta đợi biết mà mình có cái gì là họ phải phục hồi. Mà lúc đó nó đau cho tới óc luôn. Và các vị nhớ dùm tôi một chuyện, đây là một quốc gia muốn cho chết thì nó phải có cuộc đảo chánh, cứ nhớ như đó. Đây là một quốc gia mà chết tức là một cuộc đảo chánh. Đã nói đảo chánh không có đơn giản, không có tu hù các vị, nhưng mà để nói cho các vị tu nha, nó là một cuộc đảo chánh rất lớn. Cuộc đảo chánh rất là đẫm máu, mà dĩ nhiên có người chết rất là êm, chỉ nghe kỳ kỳ dặn người nhà trưa nay đừng có kêu ăn cơm nha, để tôi ngủ, rồi tự tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ, mặc một bộ đồ mới vào nằm xuôi tay đi luôn. Có thí dụ như là cụ chánh trí Mai Thọ Truyền mà phủ quốc cụ Khanh đặc trách văn hóa của Việt Nam cộng hòa trong 85 cụ đã mất thì kiểu đó, hoặc là cụ Trúc Thiên cái dịch giả của quyển mà Thiền Luận đó, thì sáng cụ đi tứ lan tứ kiện xong rồi cụ nghe mạch mệnh cụ vô cụ nằm rồi cụ đi. Mặc dù trước đó cụ đã bệnh rồi nhưng mà cụ vẫn tỉnh cho đến phút cuối nha. Cho nên những câu chuyện về các nhân vật đó không phải là câu chuyện để mình đọc cho vui, để cho tiêu sầu tiêu khiển, mà đối với tôi câu chuyện về họ là những cái kinh nghiệm lớn lắm. Tại sao họ có thể chết ngon lành như vậy ta, là bởi vì ngoài cái vấn đề sinh học sức khỏe bệnh tình của họ ra sao tôi không biết, nhưng mà tôi tin rằng họ còn có được tinh thần rất lớn nha. Cho nên nhắc lại lần nữa, đừng mong sống lâu, chỉ mong chết ngon lành thôi. Và tôi từ lâu tôi vẫn nguyện là con không mong trường thọ, con chỉ xin được chết sạch, chết yên và chết tỉnh. Chết sạch là đừng có hôi hám bài tiết, đó là chết sạch. Chết yên có nghĩa là đừng có dãy dụa hoàn hoại. Chết tỉnh là đừng có mà hôn mê hoàng xiên nối sạn, hiểu không? Mà chỉ mong là thấy leo lét rồi hước cái đi luôn, tôi thèm cái đó. Phải nói là thèm đó, hiểu không? Nghe nó mệt á, vô nằm yên theo dõi đó, theo dõi đó. Những chuyện cần trăn trối, cần dặn dò là mình đã tính trước rồi, tính trước mấy năm nay rồi. Giờ nghe nó mệt vô nằm yên một chút rồi đi luôn. Cái mà tôi chán đời nhất đó là ông cụ nằm gấp gáp mà cả bồng rừng quân nguyên bu quanh khóc. Cái đó là cái bị bậy nhất, cái đó là cái đại kỵ trong Phật giáo. Người ta gần đi phải để người ta đi cho ngọt, nghe kịp không? Rồi này cả một rừng người bu lại khóc, đó là một, đó là cái bậy nhất. Còn cái bậy thứ hai đó là đè lại tụng kinh mà mình không hề hỏi ý kiến người ta có muốn nghe hay là người ta muốn yên, nghe kịp không?
thì tùy quý vị muốn hộ niệm thì tùy vấn đề hên xui là người thân quý vị có xui hay không. Chứ những người tử thân của tôi cũng nói thiệt, nếu thương bố thương mẹ phải hỏi họ một tiếng, nếu họ mê thì thôi, còn nếu mà tỉnh họ không cần nói. Nói con hỏi mà mẹ ok mẹ nháy hai cái nha, mẹ cũng muốn nghe kênh không, mẹ nháy thì mình nếu mà nháy không nổi thì theo tu đó, mình muốn tụng quá thì tụng nhỏ nhỏ thôi. Có nghe cái gì đứa nhỏ nó hát nhỏ nhỏ vô tai ba nó không? Nhớ gì đó không? Là nó đi học mà nó đi, nó muốn đi tiểu, nó nói ba nó thật cô em muốn đi tiểu, cô nó không, con gái không có nói như vậy, và đó là muốn đi hát rồi cô hiểu rồi. Thì từ đó mỗi lần nó muốn đi thì nó nói cô em muốn hát, rồi nó đi hát đi. Bữa đó nó về nửa đêm nó nói với ba, nó nói ba con muốn hát, ông bố ngủ khuya mà hát cái gì con ơi, nó muốn quá ba, nó hát nhỏ nhỏ vô tai ba, nó chơi vào đây cái gì. Thì bây giờ cái mình cầu siêu cũng vậy, là mình nếu mình muốn quá thì mình hát nhỏ nhỏ thôi, mình tụng nhỏ nhỏ thôi, mình nghe kịp không? Tôi kể cho các vị đừng buồn ngủ thôi, nhưng mà hiểu không? Đó là tụng nhỏ nhỏ chứ còn mà cho sùm bát nhã mà các vị biết tu khéo là bát nhã, mà tu không khéo là bát nháo, các vị biết không? Từ cái bát nhã qua bát nháo là chỉ có một chút xíu thôi. Bát nháo là cái gì ta? Sùm. Và cái đạo mình là cái đạo tịnh, cái đạo lặng, mà không khéo nó không chùm. Mà các vị để ý cái nghi thức Phật giáo càng lúc nó càng biến tướng, âm chùm rồi thế âm thanh nó thì ồn ào, mà hình thức thì nó rối mắt lắm, đó là sai. Trong bao nhiêu quyển kinh điển không hề có chỗ nào ghi rằng Phật và chư đệ tử đến chia thịt ở một cái xác chết, không bao giờ có. Mình bây giờ mình có, nó chết nó nằm lạnh ngắt, cả đám thầy trò đứng ê a, nó vô lý gì lắm. Bởi vì theo Đức A Di Đà, tắt thở một cái là nó đã đi mất rồi, còn nếu mà nó còn vẫn đang ở đó là nó đã cũng đã đầu thai rồi, nhưng mà đầu thai còn cái loại gì đó. Người không học A Di Đà thì hiểu chỉ đầu thai nghĩa là phải vô bụng con người đầu thai làm người mới gọi là đầu thai, nhưng mà trong A Di Đà nói không, anh làm con chó cũng đã đầu thai rồi, anh và sanh vô bụng mẹ trở lại cũng là đầu thai, mà anh làm cái loài quất mài quất mặt cô hồn cát đảng gọi là khổ quỷ phiêu phong, tất cả đều là đã đầu thai rồi, hiểu không? Bởi vì nhiều người họ không hiểu, mà nói thầy nó đầu thai rồi mà tại sao tối mà thấy nó còn đứng ở đầu giường, hoặc là nó còn tụng lên tụng xuống, rồi nó đã đi rồi, nó đã đầu thai rồi mà nó đi, nó đầu thai không có xa mấy lần đó thôi, nó là lô cồ. Nó lô cồ, tôi nhớ chị ngày xưa cái thời mà chiến tranh lạnh đó thì Nga Mỹ cũng liên lạc nhau, đến lúc mà lần đầu tiên mình thấy đoàn Nga mà qua Mỹ, nó có kêu là bắt đầu đi xô đó. Rồi qua Mỹ thì nhân viên mà tiếp tân của Mỹ họ mới nói nhỏ với đoàn ngoại giao của Nga, nói bên đây chúng tôi đã phát triển điện thoại tối tân, nó có thể gọi thẳng xuống âm phủ được một phút $1,000, mấy ông nhắm gọi được thì gọi, thì họ mới gọi trở về Liên Xô cho Trung Đảng họ ý, hỏi là chúng ta có thể nói chuyện với đồng chí Liên Minh được. Thì bên kia nói nếu gì là tốt quá, chúng ta nói chuyện đồng chí để xin chỉ thị. Thì một phút là $1,000, thì một thời gian sau tới phái đoàn Mỹ đi qua bên Nga, thì bên Nga họ cười xòa, nói chúng tôi bây giờ cũng đã thể nói chuyện nhân phụ được, một phút chỉ có một rupee thôi. Thì Mỹ hỏi sao rẻ vậy, nó bởi vì địa ngục chứ Liên Xô là local mà. Local thì nó không lấy mắt, lấy luôn. Ok, nói cho bà con mình buồn ngủ thôi. Tôi muốn nói một chuyện, đó là khi chúng ta sống thiện, sống lành thì làm chủ được tâm thức. Còn khi chúng ta sống bất thiện, chúng ta cứ chạy theo cái thích, chạy theo cái ghét, đến cái lúc cuối đời cái này mới rợn, này mới rợn người này. Cái người thân mà họ quỳ bên cạnh mình á, mình là má, mình là ba, mình nào mình hứa đứa con nó không biết rằng mình thấy cái gì, mình biết không? Trong kinh đó những người cảnh tử đó, họ thấy những cái cảnh ở đây, thứ nhất là họ thấy nghiệp tướng, hai là thú tướng. Nghiệp tướng là sao? Bình sinh á họ làm cái việc gì nhiều nhất lúc đó họ sẽ thấy. Ví dụ như thầy giáo họ thấy phấn trắng bảng đen, nhà nông thì thấy cày bừa trâu bò, hiểu không? Tiểu thương thì thấy cân đông đò đếm, thầy chùa thì thấy chuông mỏ. Ok, đó gọi là thuật nghiệp tướng. Còn thú tướng là sao?
sắp đi về cảnh giới nào thì trong cái ảo giác họ sẽ thấy những hình ảnh nó tương ứng với cảnh giới đó. Ví dụ như thấy cảnh phố phường, người qua kẻ lại, nam thân nữ tú, đó là sắp sanh trở lại làm người. Còn thấy lửa cháy bùng phun vân vân, ra rên la hò hét rồi chảo dầu của phần đó là sắp đi về địa ngục. Còn thấy chuồng heo mán ngựa, hiểu không, sắp sanh về làm loài súc vật. Còn thấy cảnh mà núi rừng hoang vu mà lạnh lẽo buồn tên, nó sắp sanh làm loài ngạ quỷ. Nhìn thấy lâu đài vàng son tráng lệ, thơm ngát mát lạnh hoa thơm cỏ lạ, đó là sắp sanh về trời. Trong kinh nói cái người mà có học Phật pháp, lúc họ thấy lửa cháy phần phần thay vì họ sợ thì họ chỉ cần họ niệm đây là địa ngục, đây là cảnh giả. Thầy thấy đứt thì sao? Trong kinh chỉ đưa ra cho mình một số, không thì cô trở lại thì cô nói cô không nghe. Cảnh tử chứ phải chim bao. Cảnh tử đó bà nội đó. Nghe tôi sắp nói gì đó. Thì khi mà mình thấy những cái đó liên quan đến đời sống của mình, mà nếu lúc đó mà mình không biết đạo á, mà mình thích nghe thấy không, một là thích quá, còn hai là sợ chết đi xuống. Nhưng mà nếu lúc mình nhìn thấy những cái đó mà nhìn nó bằng cái chánh kiến á, biết đây là cảnh giả và gom tâm về để chánh niệm, hiểu không? Thì lúc bây giờ thấy cảnh thấy lửa địa ngục vẫn không đi về địa ngục, có nghĩa là mình vẫn còn cái canh bạc cuối, vẫn còn thẳng đường cái pha cuối. Ví dụ như trong kinh nó có cái ông đó, ông cả đời ông làm nghề săn bắn ấy. Nhưng mà có một lần ông đi vào chùa, ông nấu ăn, ông cúng dường cơm cho Như Đăng. Khi mà ông về cuối đời một lần ông vô ruộng nấu cơm, thì khi mà lửa cháy, ông nằm trong lúc cận tử thấy lửa cháy phần phần, ông sợ. Thì lúc đó ông có chuyện, ông do một cái may mắn, ông không nghĩ đến địa ngục, ông nhớ cái lửa một cái lò mà lần ông nấu cơm, nấu cơm Như Đăng ăn. Ông nghĩ đó mộng vuông thành về trời, ông hiểu không? Rồi bây giờ ví dụ một đứa bé này. Ngày xưa năm 85 tôi có hộ niệm đi chung với chị Đăng, chúng tôi còn trẻ lắm. Hộ niệm cho một bà cụ 85 tuổi. Bà cụ khỏe lắm, hộ niệm nghĩa là bà mắc, bà nằm mệt mà cứ một tuần bà hấp hối cho 4-5 lần nghĩa là không chịu chết. Mà khi mà bà tỉnh á, vậy thì bà rất là ngon lành, bà đứng bà xe dịch được, nhưng mà cứ mệt thì lên là nằm trên thế. Thì bữa đó chúng ta đang tụng kinh, thì tôi nghe bà mắng như thế này, đang tụng kinh mà nghe bà mắng: đi đi hết, con gái nhà ai mà dơ quá nè, đi hết, cái ghê quá, đi 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 hết, con gái nhà ai mà dơ quá nè, đi đi hết. Bà nói như vậy thì chúng ta không biết bà thấy cái gì. Thì mai về bà tỉnh thì mới hỏi bà, bà nói trời ơi, coi con nít nó bằng cái cùm tay này nè, mà cả trăm đứa mà lông la không, mà nó tự dưới cống nó chung lên, nó thò tạo vô cái ống nhỏ nó bóc nó ăn, hiểu không? Ngạ quỷ. Thì đến lúc đó mà mình bình thường có tu thì mình rải các từ phước báo rồi, tôi tu cho hết, đi lên trên chứ đừng có khổ như vậy nữa thì quá y. Còn lần này mình sợ hoặc là mình giận hoặc là mình gớm á là bị xuống. Bà mắng như vậy: con cái nhà ai mà dơ quá, ghê quá, đi 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 hết, đi hết. Mình biết bà thấy cái gì sao đó bà kể. Nó bằng cùm tay mà cả trăm đứa, mà nó nhỏ tí tiên mà đen thui mà lông cống như chuột cống vậy đó, như chuột cống, mà nó cứ thò tay vô ống nhỏ bóc đen, ống nhỏ quá, ống nhỏ nó bông nè. Thì mình phải hỏi rõ là thấy con nít mình thấy trong tình trạng nào, hoặc nó có trường hợp thế này, mình từng phá thai thì sẽ thấy cái con nít từng nội, dạ? Nội con thấy là mà nằm á, con mới nằm ngủ với bà giữ. Bà kể dài quá, bà nằm rồi với con, bà thấy cái gì? Rồi cái bà nội phải mò. Thôi là được rồi, tôi ớn tôi quá, tôi kể gì nghe quá, hiểu không? Tức là mấy đứa nít nó ở trước, nó kêu con đi mà mẹ ở đây giữ hoài.
À, nó ta cần nghe cái đoạn đó. Ngày xưa tôi có đọc một cái bài của ông Nhất Linh, một phân tích từ văn học Việt Nam á. Ông nói cái người viết văn chưa biết hay hay dở mà phải gần với thực tế. Khi mình tả lại cái mẫu đối thoại của cái người sắp chết, mình phải làm gọn lại. Ví dụ như ông Tà cái cảnh mà hai chồng chết đuối, rồi bà vợ bà mới nói với ông chồng mà anh ráng sống để lo cho con. Thì ông có phân tích là đây là những cái câu, những cái mẫu đối thoại vô lý. Bởi vì lúc cảnh tử là không thể nào mà nói nhiều như vậy được. Ví dụ như mình bị đau thì thằng đại ca nó hỏi là sao em chết, mình chỉ nói gọn thôi, bằng bèo nó đâm em là đủ rồi. Và đằng này có cái diễn này em muốn nói cho anh không có đâu, lâu nay em tưởng nó bạn tốt, ai ngờ nó là thằng bạn sâu. Anh có nghe em nói gì không? Rốt cuộc không có đâu gì hết. Anh ở lại vui vui nhẹ nhẹ nha. Ở trong phim trên tàu hay có vụ đó mà lúc đó mình không có cần, là chú vui vẻ vẻ mình không có cần. Rồi mấy những năm nay em không có cần, chỉ nói đàn đèo đó đàn em chém chết cha nó đi dễ kiểu không. Ok, tôi không nói vợ, tôi nói tướng niệm sứ. Tướng niệm sứ y chang như vậy. Đời sống của chúng ta nó ngắn dữ lắm, nghe cho kỹ, chúng ta không có nhiều thời gian để mà phí. Tôi đang kể quý vị nghe cái chuyện người cận tử, không phải đợi đến cận tử chúng ta mới hết thời gian, mà ngay trong lúc này thật ra chúng ta cũng không có thời gian nha. Các vị cứ nhớ những câu thần chú này, hình như là tôi đang nói dư làm dư, nghe kể không, cái câu đó nó hay dữ lắm luôn. Đừng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật này gì hết, cứ là nhớ hoài cái câu này, hình như tôi đang sống dư, tôi đang làm dư, tôi đang nói dư, tôi đang nghĩ dư, nói chung là hình như tôi đang hơi dư dư. Nhờ nhớ như vậy, bởi vì các vị nhớ là trừ lúc ngu, trừ lúc ngủ, thời gian mình còn không có nhiều. Có nhớ tôi nói ngu mà ngủ, thời gian mình không có nhiều. Cho nên nghe chỉ nói cái gì thật sự cần thiết, tôi có một câu chuyện một tâm đắc tôi kể hoài. Sư phụ của trong chùa có nuôi nhiều chú tiểu lắm, trong đó có một chú, chú lém lắm. Bữa đó sư phụ ở ngoài sân, chú ở trong phòng của sư phụ, có chú làm cái gì đó mà nó rớt một cái đen. Sư phụ hỏi cái gì đó Minh, nó trả lời cái này, dạ không có bể. Sư phụ rất là thích cái câu trả lời đó. Sư phụ kể lại cho tôi nghe, sư phụ nói gặp mấy đứa khác nó sẽ nói thế này, dạ rớt cái ly. Rồi mất công mình hỏi có sao không, dạ không có bể, thì nó mất thời gian. Còn đằng này sư phụ nghe cái ben, cô hỏi cái gì vậy Minh, dạ không có bể. Có nghĩa là cái gì rớt không thành vấn đề, miễn là không bể. Tôi rất là thích chuyện cười như vậy. Và cả đời tôi là tôi mong là, dĩ nhiên tôi không mong có học trò đệ tử gì, mà nếu mà tôi có một người nữ hoặc một người nam để mà tôi thương được, chuyện đầu tiên là làm ơn ít nói giùm tiếng. Có một anh đó, anh gặp anh phải sống với mẹ, với dì, với chị, với em gái mà còn là những nói nhiều không. Thì anh nói với thằng bạn nó, chắc tao phải lấy một cái con nhỏ nào chỉ nói khi nào tao muốn thôi, chỉ cười khi nào tao thích, chỉ hát khi nào tao đề nghị. Thì thằng kia nói mày ra mày mua cái tivi đi. Chỉ có mua cái tivi là mấy lần chứ còn mày đừng có hồng đàn bà mà mày đòi on off còn khuya đó con. Mày chỉ mua cái tivi thôi. Không phải tôi nói cho các vị cười, mà tôi nói hành giả tứ tứ tùng xứ phải như vậy đó. Phải sống như cái tivi vậy đó. Có nghĩa là cần thiết thôi. Bên Nhật trong một thiền đường có bốn ông hành giả ngồi chung trong cái phòng, cũng dạy nhau thiền là không có nói chuyện trong vòng 2 tiếng. Thì một lát sau cái cửa sổ nó bị gió thổi đánh cái rầm, ông kia nói ai ẩu không chịu gài ta, ông thứ hai nói thiền mà nói chuyện, ông thứ ba nói ồn quá, ông thứ tư nói chỉ có mình tôi là chưa có nói thôi. Thì các vị biết tất cả chúng ta đều như vậy hết, tức là cứ canh me để mà mở cái mỏ ra mà nói. Tức là đến cái ông thứ tư mà ông cho là người ngon lành nhất á, ông vẫn phát một câu cực kỳ tầm bậy, có mình tôi là chưa nói, cái lão mới có sủa rồi. Cho nên ấy, cái điều thứ thường xứ là gì, là sống chậm lại để biết rõ what và how,
quá là cái cấu trúc của thân tâm này thật sự đó là cái gì. Ở đây không hề có cái gì là tôi, là của tôi, tất cả chỉ là do duyên mà có. Đây chỉ là một đống đồ phạt được ghép nối lại làm thành một chiếc xe, không hề có một chiếc xe trong đống đồ phạt và không hề có món đồ phạt nào trong một chiếc xe. Là vì sao? Khi một đống đồ phạt được ráp lại mới gọi là xe, có hiểu đây không? Khi rã ra thì nó được gọi là đống đồ phạt. Phải hiểu cái cấu trúc của thanh tâm mình như vậy, đó là chữ quán. Còn hao là sao? Hao có nghĩa là biết rằng nó đang ngồi, đứng, đang đi như thế nào, biết rõ. Mà buổi đầu mình chỉ cần biết hao thôi. Còn cái quá là mình chỉ biết được bằng giáo lý thôi, hiểu không? Tôi nói cái này nghe nó bị hơi ngạc nhiên. Cái này nói nhỏ thôi. Tất cả những gì mà quý vị học so với những gì mà quý vị nhìn thấy trong lúc các vị đắc, nó khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên nó không có mâu thuẫn nhau. Tôi nói hiểu không? Tôi hỏi các vị, con đường mà trên tấm bản đồ mà con đường ở ngoài đời nó khác hay không? Nói cho tôi nói kỹ lại lần nữa. Nếu mà nó khác thì làm sao mình dựa vào nó để mình đi được, hiểu không? Đúng không? Nhưng mà nếu nó nói giống thì sai. Tại bởi vì con đường mà trên bản đồ nó chỉ là một vệt mực thôi. Còn con đường ngoài đời nó có cây cỏ, nhà cửa, cây đa bến nước, đúng không ta? Như vậy thì khi mình được hỏi con đường trong tấm bản đồ và con đường ngoài đời giống hay khác, mình phải nói là vừa giống và vừa khác, hiểu không? Chứ nếu mình nói khác như vậy thì làm sao người ta dựa vào đó người ta đi được, hiểu không? Tọa độ là kinh tuyến vị tuyến, ok, nó phải chính xác chứ, hiểu không? Rồi, cho nên ở đây đó là tất cả những gì quý vị học, tác là trứng mềm rồi nước, đó là tan chảy ngưng tụ cơ chi, đây là tâm thiện tâm bất thiện, đó là toàn lý lý thuyết trên mặt chữ, nhưng không học không biết gì hết. Phải học để một ngày kia khi mà anh sống chánh niệm á, anh gặp cái bản mặt của nó, anh biết ồ, đây là cái phương pháp mình học tâm tham là cái này nè, nghe kịp không? Phải học, nhưng mà phải nhớ rằng những cái mà mình sắp thấy nó không phải là cái của mình đã học. Tại sao tôi phải dặn cái này? Khi mà các vị hiểu được cái này thì các vị sẽ không có kiêu ngạo với kiến thức giáo lý của mình. Có bốn lý do mà tại sao mình không nên kiêu ngạo với kiến thức giáo lý. Cái này chắc phải ghi nè. Một, cái biết của phàm phu luôn luôn cần được chỉnh sửa, bởi vì nó chưa phải là last one, last level, hiểu không? Cứ nhớ thứ nhất, bốn lý do mà tại sao người phàm phu không nên kiêu ngạo về kiến thức của mình, kiêu ngạo về cái biết của mình. Một là bởi vì kiến thức chúng ta luôn luôn trong tình trạng chỉnh sửa, xét lại, hiểu không? Số 2, chúng ta có giỏi bằng trời thì trên đầu của chúng ta có tới 1 tỷ người khác họ còn hơn chúng ta nữa, đúng không ta? Thí dụ như thánh nhân còn hơn mình là cái giác rồi, đúng không? Rồi đã nói phàm á, thì cái biết của một cái tên phàm phu á, cái khả năng mà bị người khác giỏi hơn nó rất là lớn, đúng không? Có hiểu đó không? Hả? Gật yếu quá. Rồi, thánh nhân á thì cái biết giống nhau nhưng mà phàm thì không. Nhưng mà nói giống gì chứ cái giống của thánh nhân chỉ nhiều hơn phàm thôi. Chứ cái biết của Ngài Sa Lợi Phất không giống cái biết của Ngài A Nan lắm. Vì sao vậy? Vì cái vốn lý. Tôi hỏi các vị nha. Một ông tiến sĩ và một người học lớp 3 khi họ ăn một cái tô phở, nhận thức của họ về tô phở nó khác hay giống? Bởi vì cha tiến sĩ cho biết những thành phần hóa chất đã làm nên cái tô phở, và chưa hết chả còn biết là cái tô phở hình như nó có bột ngọt, mà bột ngọt nó có thể dẫn đến bệnh gì, đúng không? Còn cái cha nhà quê thì nhiều lắm là chỉ biết tô phở là nó ngon thôi, hoặc là có khá lắm chỉ biết này có bột ngọt hết, nghe kịp không? Nhưng còn cái cha tiến sĩ thì chắc cầm cái thô vỡ là cha hiểu biết bao nhiêu chuyện được rồi, hiểu chưa? Tôi nhớ có cái bà nghe dữ lắm. Mỗi lần chồng nó đi làm về đó, bà thấy có một cái vết son là bà quậy cho phải tắt đét. Có một bữa bà gặp một sợi tóc dính lên đây là bà cũng gây nữa, bà ghen dữ lắm. Bữa đó ông về bà nghe ngửi không có mùi nước hoa lạ, không có vết son, cũng không có sợi tóc nào, bà vui lắm. Bà quay lưng đi, bà quay lại,
Trời ơi, sư cô họ cũng không tha nữa. Có hiểu không? Hiểu hả? Có nghĩa là trong cái sự tin tưởng của một ngoạn thư thứ thiệt không có chưa chắc là lành. Ghen mà đến mức thượng thừa, tối thượng thừa là phải ghen như vậy đó. Có nghĩa là có mùi nước hoa là không xong, là đã đành, có dấu son là không xong, có một sợi tóc là không xong, mà cuối cùng không có gì hết. Có thể là bà đến với cô. Ở đây cũng vậy, một cái người mà có kiến thức á, họ bén, họ nhìn vấn đề từ nhiều khía cạnh, có hiểu không ta? Giống như cái bà nó phải ghen đó, ghen đến mức mà thượng thừa, đến mức sư phụ, thầy của ba cõi rồi đó, là phải ghen như vậy đó. Lớn như vậy, nha. Thì buổi đầu hành giả chỉ biết mọi sự qua kiến thức thôi, nhưng mà đến một lúc nào đó hành giả mới nhận nó qua cái sự thực chứng. Tôi nói một lần nữa, bà con chưa từng uống cà phê, bà con có đọc 1000 trang về mùi và vị cà phê thì vẫn không bằng bà con làm ơn pha thì tôi đi cà phê bà con hớp một cái rẹ là hiểu không? Tất cả kinh điển chỉ là mô tả ly cà phê thôi, tất cả kinh điển chỉ dạy mình là nguồn gốc của cà phê là từ xứ nào, ai dân tộc nào đầu tiên biết uống cà phê, và hôm nay trên thế giới có bao nhiêu cách pha cà phê, và cái máy pha cà phê đắt tiền nhất thế giới là bao nhiêu, ở đâu, thấy kịp không? Kinh sách chỉ ghi cái đó thôi. Nhưng mà muốn biết cà phê là gì, làm ơn đi pha một tách, hiểu không? Thì trong đạo pha cà phê chính là tu tứ thượng xứ, hiểu không ta? Anh phải tu tứ thượng xứ thì anh mới biết tâm tham nó là cái gì. Nhưng mà có một điều, không học giáo lý trước thì không xong. Còn các vị nói trong kinh, có những người không học giáo lý bỏ đắt thì làm ơn nhớ những câu chuyện này. Người dạy họ là ai ta? Đức Phật. Và họ là ai ta? Là người tu ngồn cán 300.000 đại kiếp, hiểu không? Thầy cỡ đó, trò cỡ đó thì họ không cần, nghe kiểu không? Còn mình thì sao? Ông thầy mình là ai? Có phải là Phật không? Không. Và mình, cái chiều dày mà nỗ lực của mình có bằng cái mấy cái người trong kinh không? Cũng không. Thì thầy trò ngày xưa nó khác thầy trò bây giờ, mà mình cứ đem móc người ta ra mà nói hoài, hiểu không? Cho nên đêm nay tôi muốn nói nhiều về tứ thượng xứ. Đó là tứ thượng xứ là sao? Thân, thọ, tâm, pháp. Thân có nghĩa là nhìn cái hoạt động và cấu tạo của cái body này nha, nhìn cái cấu tạo hoạt động của nó một cách trung thực, khách quan, bình tĩnh, không có can thiệp, không có can thiệp, không có lựa chọn, không có đánh giá, không có nhận xét, không có thinking mà chỉ có seeing. Có nghe tôi nói kịp không? Có phân biệt hai chữ này không? Không có suy nghĩ, không có suy diễn, mà chỉ có nhanh thôi. Đó là chính là tứ niệm xứ. Chỉ nhìn chứ không có suy nghĩ, bởi vì càng suy nghĩ là càng vọng nha. Nhớ cái này quan trọng lắm. Chỉ có gọi là seeing chứ không có thinking, cái đó quan trọng lắm. Thân quán niệm xứ là sao? Là quan sát cái bản chất và cái hoạt động của cái tấm thân này. Bản chất là sao ta? Biết rõ nó được cấu tạo từ đất, nước, lửa, gió. Đó là nói theo A Di Đà. Còn nếu nói theo tạng kinh thì nó được cấu tạo từ tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan. Cho tôi nói một câu này nha. Như tôi nhìn cái cô áo xanh đó, tôi nhìn mà tôi vừa tiếc mà tôi vừa tôi ghét. Là bởi vì đó là khi tôi nói đến những đề tài giáo lý sâu như thế này mà thấy các vị có vẻ đuối rồi. Mà các vị hãy nhớ rằng cái tôi đang nói ở đây không phải là biết được thì tốt, mà các vị phải biết. Dạ, bởi vì các vị đang học về mình mà, phải biết để có một đời sống ngon lành hơn. Dạ, có một đời sống ngon lành hơn là sao? Bốn cái: thân, thọ, tâm, pháp. Thân có nghĩa là mình nhìn cái thân này, mình đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt tắm rửa sinh hoạt ra sao luôn luôn biết rõ nha, để thấy rằng chỉ có một trục trặc nhỏ trong thân xác này là nó sẽ trở thành ra là một cái xác, có hiểu không ta? Phải không?
và có chúng ta tình cờ chúng ta thấy người Mỹ đó, tình cờ tôi nghĩ đó là random, tình cờ họ có một trong ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Mỹ đó, tình cờ nó có một cái chữ mà nó rất gần với Phật giáo, đó là chữ body. Body là cái gì ta? Body là cái gì? Thân thể đúng không? Nhưng mà anybody hoặc là everybody nghĩa là gì? Hiểu chưa? Thì theo trong Na Tỳ Đà đó, khi mình nhìn rốt ráo không còn người nó chỉ còn cái xác thôi. Hiểu không? Hiểu không? Có nghĩa là hiểu hả? Tức là thằng tèo, thằng tí. Khi mình nói riêng nó ra là thằng tèo, thằng tí. Nhưng mà đến gõ cửa mình hỏi anybody here, phải không ta? Thì lúc bây giờ mình chỉ còn là bá đi chứ không còn tèo tí nữa đúng không? Đúng rồi. Phải không? Còn rồi. Chỉ còn là bao nhiêu đó thôi. Thì ở đây nhiều người không học giáo lý, mà có lẽ lần đầu tiên các vị nghe mà về pháp môn tứ niệm xứ của Phật giáo Nguyên Thủy, các vị rất là khó chịu, các vị ủa tu gì kỳ vậy ta. Nhưng mà đó chính là con đường mà để từng bước mình tháo gỡ cái gánh, tháo gỡ cái vọng chấp của mình đối với cái thân và tâm này. Mà muốn tháo gỡ cái vọng chấp đó, chuyện đầu tiên là anh phải hiểu nó qua từng bước như sau, nó như thế nào người ta phải biết rõ như thế đó, để làm chi ta, để lâu ngày ta phát hiện ra nó là đồ ráp, nó là đồ ráp. Quý vị tưởng quý vị đẹp, quý vị tưởng quý vị giàu, quý vị tưởng quý vị học thức, chứ thật ra các vị chỉ cần quên thở 15 phút cho không quên thầm lấy thì người tin không? Để có ai tin gì đó không ta? Không cho mà có tiền thưởng luôn đó chứ. Không dám. Mà bình thường mà tôi thầm thương rộn nhớ, tôi thương, tôi tiếc, tôi trông đợi gặp mặt, tôi đã chờ điện thoại, chờ tin nhắn của tôi. Chứ chỉ cần mà nói là nó chết rồi sư ơi là thôi. Chẳng những cho không lấy mà ngồi nói thiệt, để bả nằm ở đây tối tôi ra vô cũng ngại rướng lắm. Có hiểu không? Ngại chứ. Ngại, ngại lắm. Ngại lắm nha. Ngại. Bởi vì nó không có gì nguy hiểm hết, là cái xác thôi, nhưng mà nó kỳ lắm chị biết không? Nó có những cái nó lạ lắm. Là cái những trường hợp đó nó cho mình biết rằng cái vọng tưởng của mình rất là mạnh. Mạnh lắm quý vị. Tức là mình chỉ cần mình nghĩ cái người, mình chỉ cần thấy một người nằm bất mền kính mất, mà chỉ cần mình nghĩ đó là con gái ruột của mình thì tình hình nó khác. Mà chỉ cần đó, nghĩ rằng đó là một người đàn bà mà xa lạ mình khác, mà hiểu được không ta? Hiểu không? Đứa con gái mà nó đẹp bằng trời, nhưng mà chỉ cần mình nghĩ đó là con gái của mình. Bây giờ nghe hiểu chưa? Mà chỉ cần mà như bà ổng tôi nói với bà con là cái chuyện mà thằng nó muốn thương con Hùng, nó muốn thương con Lan, mà nó muốn lấy nó về nó nói với ba nó, bà nó nói không được, đó là em cùng cha khác mẹ đó nhá. Thì bữa sau con Hương, con Cúc, con Đào, con Yến, con nào cũng cùng cha khác mẹ hết. Thì nó tính là tự sát, thì má nó mới nói cho nó nghe một sự thật là con không phải là con của ổng. Cho nên giờ con muốn lấy đứa nào cũng được cái chân. Thì khi có thể hiểu không? Đây là một cái diễn biến tâm lý rất là tinh tế. Khi mà nó nghe nó đó là em cùng cha khác mẹ là lòng nó nguội ngắt. Hiểu không ta? Nhưng mà chỉ cần bà mẹ, chỉ cần một câu nói của mẹ thôi, mày nó con của ổng là xong. Mày kịp không? Hoặc như là có một cái chuyện tình cay đắng, như là có một cặp nam nữ dắt nhau đi vào khách sạn đấy, thì cái người con gái tắm nó trong nhà tắm rồi mới nói với thằng con trai, anh lấy giùm em cái túi mascara. Thì anh trai anh lấy anh đưa, thì lúc anh đổ ra lấy đồ giùm, anh thấy cấu hình của thằng rất là đẹp trai, anh ghen. Anh đợi, anh hầm mà đợi nhỏ là tắm ra, anh mới thấy cái hình nói thằng nào. Nhỏ nó không trả lời. Anh hỏi nó, anh nói không nói được cái này, chưa đầy. Nhỏ nó khóc dữ lắm, nó nói, cho em xin một lần, đây là câu hỏi duy nhất trong đời mà em không trả lời được không? Em không hề phản bảo anh là được rồi. Anh nói không, không có thằng nào chịu nổi cái hình ảnh này hết. Nó mới nói thiệt, đó là hình em lúc chưa giải phẫu. Chỉ một câu đó thôi, chỉ một câu đó là thằng kia nó ói xong rồi nó đi luôn. Mà tôi đọc cái chuyện đó tôi cũng ói. Có nghĩa là mấy ngày nay mà hôn môi hôn má gì đó là hôn nó không có râu, có được nó cạo râu hơi kỹ rồi.
hiểu không? Tôi kể chuyện đó không phải để cho bà con cười, mà tôi muốn nói rằng cái tưởng nó vô cùng và vô cùng quan trọng. Quan trọng lắm, bởi vì trong kinh có cái câu này hay lắm: ngày nào còn vọng tưởng, ta thấy con rắn chính là sợi dây, gò mối chính là con cọp. Khi giác ngộ rồi, ta thấy sợi dây chính là sợi dây và gò mối chính là gò mối, hiểu. Nhưng mà chinh cái dòng sinh tử luân hồi, khi mình có hẹn với con nhỏ hàng xóm thì mình bước ra ngoài sân hè, mình thấy cái bàn lá chuối trắng trắng phất phơ là mình tưởng nó không, đúng không? Nhưng mà nếu mình không có hẹn ai hết mà mình thấy phất phơ thế này thì dễ hiểu lầm lắm. Có hiểu tôi nói gì không? Hiểu hả? Cho nên là chỉ do cái vọng tưởng. Người sợ ma nghe tiếng động nào cũng nghĩ tới ma. Người đang có hò hẹn nghe tiếng động nào cũng tưởng là người mình hẹn, nghe kem hết. Mình là thằng ăn trộm, mình nghe tiếng động là hưởng chủ nhà, mà chủ nhà nghe tiếng động tưởng là ăn trộm. Tôi nhớ một chuyện, hai chồng đang ngủ với nhau trong giường nhà quê, đêm hôm nghe là cục rực cục bà vợ con lấy cái cục trộm hát của chồng. Có nghe gì không? Ổng ngáp, ổng nói mực quá, ngủ đi quá vậy, thì em ngủ đi. Tới sao phải nghe là nữa. Cái bà nói, anh có nghe gì không? Nó nghe rồi, ngủ đừng nói gì đâu. Bà càng lúc càng nghe còn rõ quá đó. Đủ rồi nha, tôi quậy đó. Anh trộm vô nhà. Cái bà nói, ổng bực của ông, bà sợ cái gì? Nó vô nó lấy tiền. Trời ơi, tôi ở bà 40 năm, không biết bà giấu tiền ở đâu làm sao mà nó biết. Tôi còn không biết làm sao mà nó biết, ngủ đi. Cái hiểu không? Có nghĩa là cũng có tiếng động đó, mà thằng chồng nó tỉnh mơ. Mà bà sợ là bà vợ thì rất là rung. Bà rung là bởi vì cái phản ứng tâm lý đời, bà sợ đỡ bà lấy tiền. Còn chồng là bao nhiêu năm nay không bị bà vợ chèn ép quá. Tiền lương đưa về là 3 phút bốc hơi không thấy dùng gì. Bà giấu kỹ đàn bà mà giấu tiền thì cái trời túng rồi. Cho nên nó là mấy năm hỏi với bà đó là tôi có biết tiền mà giấu đâu thì thằng trộm đêm nay mà một đêm nó làm sao moi cho ra được. Vấn đề là tưởng thôi quý vị, chỉ là tưởng thôi. Cho nên dục an tắc an, muốn yên thì nó yên, mà muốn lo thì nó lo, tin tôi đi. Muốn lo thì nó lo. Cho nên trong kinh có một phát khẩu niệm rất là hay. Có một người Đức Phật, có một người chú, người chú đã đến khỏi Phật như thế này: Bạch Thế Tôn, nếu chúng con có một người thân mà cận tử lâm chung thì chúng con nên hộ niệm họ như thế nào? Tôi vô cùng đau lòng ứa lệ khi tôi kể lại bà con nghe câu chuyện này. Vì sao? Vì 99,9% người Việt Nam không hề biết tới bài kinh hộ niệm cực kỳ hay này. Cứ là hát ra vô bà ra bà ra bà ra bà ra bà ra mà chớ hề biết rằng là trong kinh Nguyên Thủy có một cái bài kinh hộ niệm mà do chính Đức Phật ngài dạy phải hộ niệm như thế nào. Không thèm đọc, đau là đau chỗ đó. Để hỏi thế này, Bạch Thế Tôn, trong trường hợp hàng cư sĩ chúng con mà có một người thân cận tử thì chúng con phải hỗ trợ hộ niệm họ như thế nào? Thì ngài dạy thế này: hãy trấn an cái người sắp mất nó như sau: thưa má và thưa mẹ và thưa cha, việc cần phải lo thì đã có chúng con. Bây giờ má ba có lo thì cũng không giải quyết được gì, hiểu không? Mà việc cần lo đó đã có người ở lại. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, thân xác này đã cũ kỹ, hôi hám, nặng nề, bệnh hoạn và đau nhức, có đáng để mình tiếc không? Thôi thì bỏ cái cũ mới có cái mới. Cái thứ ba, thưa mẹ, cõi người giàu sướng như thế nào chỉ là một phần tỷ của so với chư thiên thôi. Mẹ là người có công đức, mẹ có phước báo. Khi mẹ về trời thì mẹ mới thấy rằng cõi người sướng như thế nào chỉ là một phần tỷ trên đó thôi. Vậy có gì để tiếc, thấy chưa? Thưa mẹ, các cõi trời thấp không bì được các cõi trời cao, và các cõi dục thiên không bì được với các cõi phạm thiên. Và thưa mẹ, dầu là cõi phạm thiên thì cũng có lúc vô thường, nên thưa mẹ, chuyện quan trọng nhất là mẹ đừng có dừng lại ở bất cứ một cái sự chấp thủ nào hết. Mẹ hãy buông ra mẹ đi đi, mẹ hãy nhớ rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Nghe kể câu đó là bài kinh hữu niệm cực hay, mà phần lớn Việt Nam mình đa phần là không phải năm tông bắt tông mà là đồ linh tông đơ không đó, không hề biết bài kinh đó, không hề biết, rất là uổng. Bài kinh đó nó hay cực kỳ mà coi như là phần lớn Việt Nam không có dịp để biết.
chị nghe kịp không? Thì tôi nhắc lại lần nữa, khi mình có lòng muốn lo thì tự nhiên nó lo, mà muốn yên thì tự nhiên yên. Cứ nhớ cái này, cái lo lúc này có giúp được gì, có thể cải sửa được hoàn cảnh hay không, chỉ nhớ bao nhiêu đó thôi, nghe kịp không? Cứ tự, mà cái này không phải một ngày buổi làm được, cái này phải tập mỗi ngày. Tôi chỉ nói cái gì cần thiết, tôi chỉ lo lắng cái gì cần thiết, tôi chỉ ra tay khi cái sự ra tay đó là cần thiết, còn cái gì nó quá tầm tay không thể chỉnh sửa thì phải có cái gan để nó qua một bên. Chứ tôi sợ nhất là sống thằng lá mòn. À, thầy nói vậy con biết, nhưng mà con không có vậy người ta nói, hiểu không? Cái đó là cái bậy nhất, bởi vì trong kinh Đức Phật dạy rất rõ, trên đời này có ba hạng chúng sinh. Hạng thứ nhất là lô ca khi bắt tay giá, lấy đời làm trọng, ăn rồi là cái sợ thị phi, ăn rồi là cái sợ dư luận, ăn rồi cái sợ người ta nói không mà, hiểu không? Cái hạng thứ hai là áp ta khi bắt tay giá, tức là lấy mình làm trọng, tức là luôn luôn lấy quyền lợi của mình, lấy cái cảm xúc, lấy cái feeling, lấy cái emotion của mình làm trọng, bất biết đúng sai tà chánh, hiểu không ta? Cái lấy cái emotion, lấy cái feeling, lấy cái lợi ích của mình làm trọng nha. Cái hạng thứ ba là thâm ma tập tay giá, lấy pháp làm trọng, có nghĩa là cái chuyện đó nó có đúng với chánh pháp hay không thì mình mới làm, mới nói và mới suy nghĩ, mới chọn lựa, hiểu không? Dư luận là chuyện nhỏ, cảm xúc cá nhân là chuyện nhỏ, quan trọng là chuyện nó có nên làm hay không. Ba hạng gớm như vậy. Một là cái hạng lấy đời làm trọng, tức là lấy dư luận á, hai là lấy cảm xúc cái động, và hạng thứ ba là lấy cái chánh pháp làm trọng. Và cái này nghe mới ghê, tùy thuộc vào cái trình độ của mỗi người. Hôm qua tôi giảng rồi, trình độ tạo ra thái độ, nghe kịp không? Tùy cái trình độ và tùy cái hướng duyên của mỗi người mà chúng ta nghiêng về cái nào trong ba cái đó, lấy pháp làm trọng, lấy đời làm trọng hay là lấy mình làm trọng, tùy mình thôi. Và tôi cũng không hy vọng lắm là quý vị có thể nhớ được những điều tôi nói và làm đúng như vậy, tôi không tin lắm. Nhưng ít ra ở đây có ai đó ghi nhận để đó rồi cũng có lúc có bị xài. Tôi nhắc lại, lấy pháp làm trọng là chỉ lấy dựa, chỉ xử việc chứ không có xử người, nghe kịp không? Mà đa phần chúng ta là cứ là dư luận. Tôi nhớ có một chuyện làm cho tôi vừa tức mà vừa đau lòng. Có một cái người con gái Việt Nam, chỉ có thiện 100%, người con gái Việt Nam mà đã xem chuyện đó tôi nhớ dai, vì con gái đó chính là mẹ của người con gái tôi thương. Đừng nói là chùa không có yêu, có, nhưng mà ngoài đời nó yêu cái sự đổ vỡ, còn tôi yêu cái sự đổ bể. Cái cô đó, cổ là người Việt, cổ đi lấy chồng người Tàu mà gia đình nó cực kỳ khắc nghiệt, dắt chày ra nước, biết không? Dắt chày ra nước là kẹo không tưởng tượng được. Đêm hôm mùa đông mà bác cổ phải đi giặt đồ ở ngoài cái giếng nước đầu đồ xóm, rồi ăn á, là toàn ăn dưới bếp, không có cho ăn chung trên bàn với nhà chồng, hiểu, đầy đỏ đủ cách. Cuối cùng cổ bỏ về nhà mẹ, thì bà mẹ nói thế này: mẹ chỉ có tiền mua quan tài cho con chứ mẹ không có tiền để nuôi con, hiểu không? Tại vì con à, con nhớ gia đình còn mặt mũi nữa. Gái mà bỏ chồng hoặc là bị chồng bỏ là nhục lắm con. Thế là bỏ tự tử, đứa con gái tự tử, mai là cứu kịp. Thế là nhờ vậy bà có thời gian để sanh ra cái người con gái tôi thương. Thương mà thương ngại, hiểu không? Có nghĩa là cái hạng người đó gọi là sống bằng dư luận, các vị biết không? Chỉ vì mặt mũi của dòng họ mà một người mẹ mà đi nói với con cái câu động trời đó. Mẹ chỉ có tiền mua hòm cho con khi con chết, chứ mẹ không có tiền mua gạo để nuôi con sống. Mẹ ruột mà đi nói câu đó là không còn, đứa con gái nó bơ vơ, bốn biển không nhà, bầm là được. Cho nên cái đáng trách nhất là sống theo dư luận. Hạng thứ hai là chỉ biết sống bằng cảm xúc cá nhân, cũng xài không được. Chỉ có cái hạng lấy pháp làm trọng, có nghĩa là cái gì phải thì thôi, chứ không có lấy dư luận, không lấy cảm xúc cá nhân, nhớ cái đó nha. Bây giờ tôi quay lại tứ niệm xứ. Hành giả tu tập tứ niệm xứ đầu tiên là gì? Là thân quán niệm xứ, là quan sát cái thân này nè, không có lấy, không có nhìn nó bằng cảm xúc, nhớ nha, không có diện thích hay ghét ở đây,
mà nó như thế nào thì nhìn nó như thế đó. Đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, hoàn toàn không có một cái sự tham dự, can dự, can thiệp không có. Cứ thấy sao nó như vậy. Rồi các vị sẽ hỏi từ một câu nữa, ổn như vậy rồi còn rồi đi cái gì nữa, sư cứ yên tâm, cứ trách nhiệm cho tôi đi. Thì một tháng, hai tháng sẽ có một ngày khi mà cái trách nhiệm của mình mà nó coi như nó stable, nó không có gọi là ngon lành, không bị xen kẽ nữa, thì bà con sẽ ngộ ra nhiều chuyện rất là hay. Khi mà hiểu không? Tôi thấy cái bị bụng bự, eo thì lớn, ngực thì nhỏ, tôi kêu ok chạy bộ, các vị không có tin, nhưng mà khi các vị chạy được một tháng hai tháng ăn kiêng thì vận động, các vị mới thấy ồ chứ lỗi. Đây là lý do tại sao mà ông kiêng tập cái bộ tập cái gì tới gì thứ vậy. Buổi đầu á, làm gì tôi nói thì chậm nha, làm gì biết nấy, đó là trong sinh hoạt. Khi không còn chuyện gì để làm nữa thì mình nằm hoặc mình ngồi để theo dõi hơi thở. Nói kịp không? Khi có việc để làm, rửa chén, giặt đồ, quét nhà, là dọn dẹp, thì khi có việc để làm thì ta làm những việc đó bằng trách nhiệm đã đành rồi. Khi không còn việc gì để làm nữa thì ta ngồi hoặc là nằm yên để mà theo dõi hơi thở, nó ra biết nó ra, nó vào biết nó vào. Và tôi cũng phải nói thêm, nhiều người nghe như vậy hiểu lầm, tưởng là tu thiền riết rồi người nó xanh lè xanh lét, không phải. Các vị vẫn chạy bộ, vẫn phơi nắng được, hiểu không ta? Vẫn đi tắm biển được bình thường, nhưng cái điều luôn luôn làm gì biết đấy nghe. Các vị biết cái cách mà vẫy tay không? Dạ. Dạ, mình vẫn làm bình thường, mình có thể hít bình thường, mình có thể hít đất bình thường, nói chung là sinh hoạt bình thường nha. Thậm chí nếu cần vẫn son phấn bình thường, nhưng mà chánh niệm, làm gì biết đấy, chánh niệm nha. Rồi tiếp theo đó là khi không có chuyện gì để làm thì mình quay về với hơi thở, thở ra biết ra và bước vào. Và tôi nhắc lại lần nữa, không có can thiệp, không điều khiển, chỉ quan sát nha. Thì ngay bây giờ bà con thấy nó rất là kỳ, ủa nó làm nó được cái gì, tên tôi đi, các vị làm chỉ đầu tiên không có tốn tiền tất cả đúng không, thứ hai không có độc hại đúng không, nên toxic, không có gì độc hại, cứ làm thử một ngày thôi, làm gì biết nấy, kết quả cái benefit cực lớn, lớn lắm. Tên tôi đi, làm gì biết nấy một ngày thôi. Mà tại sao không dám làm mà cứ lăn sang thà trì chú 10 đời 10 năm 20 năm chỉ dứt khoát một ngày chánh niệm không dám làm. Trong kinh nói đó là cái gì, người là thú mang lốt người, có nghĩa là cái huệ căn quá yếu, cái chuyện cần làm nó không dám làm mà đi theo những cái chuyện tào lao đó, hiểu không? Trong khi cái chuyện đầu tiên là anh tu tâm nè, mà tu tâm là tu cái gì, phải cụ thể. Tu tâm có nghĩa là có một cái đề mục nào đó để mình theo đuổi, thì cái đề mục đầu tiên đó là thanh quán niệm xứ, có nghĩa là theo dõi cái activity của cái thanh này, xem chưa? Giờ đêm nay tôi nói gọn thôi, qua đó thọ quán niệm xứ là sao, là feeling. Thân quán là activity của thân, nó ra sao thì mình theo dõi. Bây giờ tới thọ quán niệm xứ là cái feeling của thân và tâm, dù đó là physical feeling hay là mental feeling, cảm giác của thân tâm đều được mình ghi nhận. Là sao ta? Hay mình vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường mà nghe nó khó chịu, mình biết rằng tôi đang khó chịu, hiểu không? Mình thấy nó vui, nó dễ chịu, mình biết là tôi đang dễ chịu, nghe kể luôn. Mà tại sao phải theo dõi cái đó? Theo dõi như vậy sẽ có một ngày quý vị nhận ra rằng ồ, thì ra mấy chục năm đời người nó chỉ là sự đắp đổi của các cảm giác thôi, hiểu không ta? Hiểu không? Sẽ có một ngày quý vị nhận ra là đời sống này nó chỉ là, tôi hiểu chỉ đắp đổi không ta? Đắp đổi là đời sống này chỉ là sự đắp đổi của các cảm xúc, và toàn bộ đời sống của chúng sanh chỉ là những nỗ lực để mà thay đổi cảm xúc, có đâu đúng không ta? Yeah. Yeah. Hiếp chưa? Khi mà mình học đạo và mình hành đạo, mình mới thấy ồ, thì ra đời của nó đơn giản như vậy. Mà nói gì tôi tưởng tôi lộn hoàng bài chúa mà nó chỉ là cảm xúc thôi. Tôi nhắc lại, đời sống của chúng sanh nó chỉ là sự đắp đổi của cả các cảm xúc, và tất cả hoạt động của chúng ta cũng chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất, đó là xây dựng những cảm xúc và trốn chạy những cảm xúc, có đúng không?
tôi tại sao tôi phải ăn? Vì tôi sợ đói. Tại sao tôi phải mở AC là vì tôi nực. Tại sao tôi phải mua cái xe Lexus mà tôi không có chạy chiếc xe cũ vì tôi muốn nó êm. Có hiểu không? Tại sao tôi thích sống gần người này mà tôi không thích sống người kia là bởi vì tôi sống gần người này tôi thấy dễ chịu, hiểu không ta? Như vậy thì toàn bộ đời sống mình chỉ là đời sống của cảm giác, đúng không? Tại sao đứa bé nó khóc? Đứa bé nằm nâu hay nằm ngửa là nó khóc vì nó khó chịu. Và tại sao nó cười như nắc nẻ là vì nó đang thấy dễ chịu, nghe kịp không? Khi mà mình quan sát cái cảm thọ, cái feeling, mình mới nhận ra những cái chuyện mà như nãy giờ tôi nói. Thì ra đời sống này, dầu là ông vua hay là thằng ăn mày, nó chỉ đơn giản là đi một đời đi tìm cảm xúc mà thôi. Mà cảm xúc thì sao ta? Vốn dĩ vô thường, có đó rồi, mất đó. Và cái giá mà để mua nó hình như hơi mắc, đúng không ta? Hả? Ví dụ như bây giờ tôi không có thích trang điểm thì tôi thấy cái tay trống lỏng, tôi thấy thoải mái. Nhưng mà nếu tôi thích trang điểm thì tôi phải đem nhẫn chứ. Ôi, sao cái nó trầy vậy ta? Thấy không? Nếu tôi là người thích đơn giản thì tôi không thấy đơn nhẫn là hay. Cái mỗi lần đeo nó dướng tay, dướng chân lắm. Nhưng mà tại vì tôi thích đơn nhẫn. Khi tôi không thích đeo thì tay trống là tôi cảm thấy thoải mái. Nhưng mà khi tôi thích đeo thì tay phải có cái gì đó tôi mới thoải mái. Xem chưa? Thêm cái nữa, tôi là phải cỡ 8 ly 1 cara để lên tôi mới thấy nó thoải mái. Hiểu không ta? Mà các bạn biết 1 cara để lên là muốn có để đeo là các bạn phải trả giá rất là đắt, đúng không? Nếu mà làm nail thì phải bao nhiêu người thợ tiền thiết mới được tận 1 cara, đúng không ta? Hiểu không? Như vậy để mua một cái cảm giác là mình phải trả bao nhiêu giá để có một bộ đồ hiệu Gucci, Chanel gì đó, LV thì chúng ta phải trả bao nhiêu giá chỉ vì cảm giác thôi. Một cái bóp mà nổi tiếng của hiệu Mont Blanc nó tới 100 mấy, nó cũng bằng da ra mấy cái tiệm đồ rẻ tiền. Một cái bóp mà dưới 50 vẫn bằng da như thường, đúng không? Dưới 50 mua được bóp da, đúng không? Được chứ. Trong khi một cái món đồ hiệu cũng bằng da chứ có gì hơn á, nhìn nó hơi ngộ ngộ chút mà nó 100 mấy, mình phải trả giá rồi đặt mua. Như vậy toàn bộ đời sống nó chỉ là cảm xúc. Tôi nói lại, toàn bộ đời sống chỉ là cảm xúc. Và tất cả hoạt động của chúng ta cũng chỉ nhằm vào việc thay đổi, chỉnh sửa cảm xúc mà thôi. Tại sao hôm nay sắp đi chùa nghe pháp mà phải đứng trước gương hay lâu là vì suy nghĩ màu hồng phấn không đẹp bằng màu tím hoa sen? Cái đó có đúng không ta? Đàn ông chúng tôi rất là gọn, kêu đi chụp chìa khóa, hất cái nón lấy bóp nhát cái quần giọt, chìa khóa cái nón và cái bóp. Còn mấy cô không biết họ làm cái giống gì, chờ em một tí, nó sàng nó lát, nó lát nó sàng nó sàng nó lát. Tôi về nhà Phật tử mà mỗi lần đi đâu mà ông chồng ông nói con chở chị đi thì tôi làm cái đẹp ra tới sạc liền, bởi vì tôi biết ổng lẹ lắm. Còn mấy bà đó, để con chở chị đi là trong đây là tôi thanh thản lắm, tôi mở ra tôi đọc báo, tôi đọc báo rồi là tôi đi tắm. Yeah, cái cổ đó con chở đi liền nha sư, đi liền nha sư, để dạ dạ đi liền đi liền. Tôi đi vô tôi đọc báo coi tin tức thế giới xong xưa rồi tôi đi tắm. Tôi đi tắm xong rồi tôi vô tôi rót nước tôi uống xong tôi vô giường tôi nằm. Tôi làm 20 bài thơ trong tôi thì nàng mới nhỏ nhẹ nàng đi ngang vòng sư ơi đi. Tất cả chỉ là cảm xúc thôi. Nàng thấy nàng phải chuẩn bị trình ấy, nàng mới cảm thấy dễ chịu cái kiểu không. Còn đàn ông chúng tôi phải một cái rẹt, bởi vì cứ lê thê chúng tôi chịu không nổi. Cho nên thế giới này chúng ta không thích kiểu gì đi nữa, nói gọn là nó chỉ là cảm xúc. Tại sao hoặc đàn bà thích lề mề? Bởi vì họ như vậy họ mới cảm thấy thoải mái. Còn tại sao chúng tôi phải rẹt rẹt rẹt? Vì chúng tôi cảm thấy rẹt rẹt là thoải mái, nghe kiểu không? Tại sao tôi phải sống ác? Là vì như vậy tôi mới cảm thấy thoải mái. Mà tại sao tôi phải sống thiện? Là vì tôi thấy như vậy mới thoải mái. Như vậy tu thọ quán niệm xứ là gì? Là quan sát cảm giác của mình để thấy hai chuyện. Chuyện thứ nhất, đời sống này chỉ là cảm giác thôi. Thứ hai, mọi thứ vô ngã vô thường, cảm giác rất là mong manh, rất là phù phiếm, có đó rồi mất đó, đúng không ta? Rồi bây giờ qua cái tâm quán. Tâm quán niệm xứ, thân quán là quan sát cái body, thọ quán là quan sát cái feeling, tâm quán là quan sát cái mày, nghe kịp không? Có nghĩa là nhìn mình vẫn sinh hoạt bình thường,
Nhưng mà mình rót nước lúc đang rót mà nghe cái lòng khó chịu, biết đây là tâm sân. Đang rót nước mà nghe nó vui vui, biết đây là tâm thiện hoặc là tâm tham, hiểu không? Hoặc là ngồi cho thấy biết là hôn trầm, biết là buồn ngủ, hiểu không ta? Hiểu nha. Rồi ngồi thiền ọc xếp chị vô một lát rồi nghe nó mỏi. Khi nó mỏi mình biết là tâm sân khó chịu. Khi mình muốn đổi cái chữ, khi muốn đổi biết là tâm đang muốn đổi chứ, hiểu không ta? Biết nó đang muốn đổi. Rồi bây giờ đổi xong rồi, nó cảm thấy thoải mái rồi, biết liền đây là tâm tham hay là tâm thiện. Tâm tham là thích, thích ở trong cái đổi rồi. Mà ngày chúng ta chưa biết đạo, chúng ta hiểu chữ tham mắc cười lắm. Tham mà thích ăn, thích mặc, thích tài sản, thích sở hữu, thích tình cảm, nó gọi là tham. Nhưng mà tối mà học Abhidhamma thì Abhidhamma nói không, thì chữ tham nó rộng lắm, chỉ cần muốn là đã tham rồi. Muốn cái gì đó là đã tham nha. Cho nên bây giờ đêm nay bà con làm ơn ghi giùm tôi cái này: hạnh phúc có hai nguồn, đau khổ có hai nguồn, được không? Chú bỏ rồi được sao? Bỏ đi thôi. Rồi sao ngồi hồ bèo với ngát lùi tình nghĩa keo chơi không có thực à. Hạnh phúc có hai nguồn, đó là có cái gì đó và không có cái gì đó, dễ ghi mà. Em ghi giùm tôi đi. Hạnh phúc có hai nguồn là do có và không có cái gì đó, có hiểu không? Do có cái gì đó mà mình hạnh phúc: nhan sắc, sức khỏe, tiền bạc, uy tín, tình cảm, hiểu không? Đó là do có. Còn do không có cái gì đó mà mình hạnh phúc: không bệnh, không nợ, không tai tiếng, không thù oán, hiểu không ta? Vậy hạnh phúc có hai nguồn là do có và do không cái gì đó, đúng không? Và đau khổ cũng có hai nguồn giống y chang vậy, đúng không ta? Đau khổ cũng có hai nguồn, do có và do không có cái gì đó, hiểu không? Rồi chưa hết, bây giờ mình ghi tiếp cái này. Hai cái này bữa hôm mình học rồi, bây giờ mình học cái mới, cái này chưa học nè. Hai nguồn do có hay không cái gì, rồi hạnh, rồi đau khổ cũng có hai nguồn y chang như vậy. Đau khổ cũng có hai nguồn là do có và do không cái gì đó, nghe kiểu không ta? Tôi muốn trong 14 buổi học này khi tôi đi rồi, bà con khi mà nghĩ về Phật pháp nó có cái nền, nó có cái bên mình nha. Giờ đó mình nghĩ chung lần này khi tôi đi rồi, các vị nhớ là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sáu căn biết, sáu trần như ý. Đau khổ là sáu căn biết, sáu trần bất toại. Thiện là gì? Thiện là sáu căn biết, sáu trần bằng tâm lành. Ác là gì? Ác là sáu căn biết, sáu trần bằng tâm xấu. Rồi hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sao càng biết sao càng nghĩ. Rồi thêm nữa, hạnh phúc từ nguồn nào đến ta? Nó đến từ hai nguồn: có hoặc không có cái gì đó mà ta được hạnh phúc. Và đau khổ cũng có hai thứ là có hoặc không có cái gì đó mà ta đau khổ, hiểu chưa? Bây giờ học thêm này, học bài mới nè. Tâm dạ sao? Rồi tâm tham và tâm sân. Bây giờ nghe nè, tâm tham cũng có hai là muốn có và muốn không có cái gì đó, nghe kịp chưa? Ghi cái này đi. Tâm tham á là muốn có hoặc muốn không có cái gì đó cũng là tâm tham. Tâm tham là muốn có hoặc muốn không có cái gì đó, hiểu không ta? Vậy giờ tôi nực quá, tôi muốn nó đừng nực nữa, vẫn là tham. Mà tôi muốn cho nó mát, vẫn là tham. Rồi tâm sân cũng có hai là bất mãn do có hoặc không có cái gì đó, hiểu không? Như vậy khi mà giải thích đến mức này thì quý vị nói, thì ra là mình tu hộ tu tâm quán và tu cái này là mình biết đây là tâm tham, đây là tâm sân. Chứ còn không cho định nghĩa rõ ràng như vậy thì tu cái gì? Đây, tâm tham là muốn có hay không, hay không có cái gì đó, gọn gọn vũ gọn vừa vừa. Chứ biết không ai tai không? Ai tai là cha đàn ông nói cái này: đơn giản được thì tốt, nhưng đơn giản quá thì không nên.
Đúng chưa? Mà nếu mà con đơ quá, tôi cho các vị nghe luôn câu sau, nghe kỹ đây nè. Đơn giản thì tốt, nhưng đơn giản quá thì không nên. Vì sao? Vì đơn giản quá coi chừng thiếu, mà đầy đủ quá coi chừng dư. Mà vì chúng ta không thuộc câu từng chủ nữa, chúng ta sống một hồi nó thiếu, một hồi nó dư, một hồi nó dư, một hồi nó thiếu. Mà trong cái đời sống đủ là ok. Hiểu không? Ở trong cơ thể mình có nên dư nên thiếu không? Như sản thận là dư hay thiếu? Dư. Ruột dư là dư hay thiếu? Dư. Đường mà quá mức cần thiết là dư. Dư. Hiểu chưa? Cholesterol mà quá mức là dư. Nói chung là dư là không tốt, mà thiếu có nên không? Nếu mà thiếu mình có khỏe không? Không. Bây giờ hiểu chưa? Ngay trong cơ thể này thiếu và dư đã là không nên. Nói gì trong cái mai của mình. Ấy vậy mà chúng ta ở đây thì sao? Chúng ta toàn là coi nặng cái thân này, ăn rồi nó đi khám bác sĩ riết, còn cái này nó ra sao thì cả cha nó, đúng không? Khiếp như vậy. Mà khi mà mình coi thường cái tinh thần, trách sao mà làm phàm phu hoài, trách sao một đời bị depressed xong, trách sao một đời bị stress, bởi vì mình không có chăm sóc nó, toàn là lo cái cục này không. Mà khi cắm đầu lo cái bả đi này không, thì tôi hứa với các vị một chuyện, đau khổ là cái chắc. Các vị lúc bình thường vô sự, các vị tưởng tiền bạc là quan trọng. Nhưng một ngày kia khi phát hiện chồng có vợ bé, vợ có nuôi trai bên ngoài, lúc mình mới thấy tiền không nghĩa lý gì hết, hiểu không ta? Các vị có bao giờ bị sống trong cơn ghen chưa? Cảm giác kinh khủng lắm. Ghen thì là tự sát, còn nhát thì không dám tự sát, nhưng mà lúc được sẵn sàng coi cái chết là chuyện nhỏ như con thỏ. Tôi từng ghen tôi biết. Tôi từng ghen tôi biết. Vì mình này chùa, mình thương người ta mình không dám nói, hiểu không? Mà cái thứ thương mà không dám nói tới hồi nó ghen là sao nó dám nói. Nó giấu từ đầu tới đuôi, nó giấu toàn tập, hiểu không? Mà cái cảm giác nó khổ kinh khủng đấy, người biết không? Thì lúc đó mình mới thấy, ồ, thì ra đời sống tinh thần nó quan trọng như thế này. Lúc đó tất cả mọi thứ không quan trọng nữa. Để tôi nói với mấy cái đàn ông có hiểu không? Ghen là gì không? Các vị tưởng tôi nói đùa, tôi nói, đang nói nghiêm túc. Khi mà các vị lên cơn rồi đó, tài sản là chuyện nhỏ, xe cộ là chuyện nhỏ, có đúng không? Hay là ở đây quý vị không biết ghen là gì? Để hiểu tôi nói không? Chỉ ghen thôi, chuyện khác tôi không nói. Còn với cả chuyện mà thấy con nó bị tai nạn, con cái bị bệnh hoạn tai nạn, là bố mẹ coi như là lúc chuyện gì cũng là nhỏ, chỉ có con. Tin tôi đi. Cho nên cái tin làm nó quan trọng lắm nha. Rồi, cho nên khi mà học về tứ niệm xứ, chuyện đầu tiên phải biết rõ thân quán là gì, là quan sát hoạt động và bản chất của thân này. Thọ quán là gì, là quan sát cái feeling và cái emotion của tâm này. Còn tâm quán niệm xứ là quan sát cái hoạt động và bản chất của mind. Biết đây là tâm tham, đây là tâm sân, biết rõ đây là tâm thiện. Thiện là gì ta? Chắc phải ghi, là phải ghi, ghi giùm tôi cái thiện. Thiện là tâm thiện là gì ta? Tâm thiện là những suy nghĩ không bị ám ảnh bởi tham hoặc sân. Nghe hiểu không? Sân là chống đối bất mãn người khác, còn tham là thích thú nắm bắt cái này cái kia. Mà những suy nghĩ không bị ám ảnh bởi tham và sân thì gọi đó là tâm thiện. Có nghe kịp không? Tôi nói một lần nữa, toàn bộ đời sống của phàm phu chỉ gói gọn ở trong tham và sân. Ở đây có người sẽ ngạc nhiên, nói, ủa sao không nghe sư nói đến si? Dạ thưa, tham ở đâu là si, nó nằm ở dưới, mà sân ở đâu là si, nó nằm ở dưới. Bị chính có cái si nó mới khiến mình thích cái này và ghét cái kia. Cho nên tôi không thèm nhắc tới si là vì nó chuyên môn, nó là cái nền của hai ông thầy kia, nghe kịp không? Như vậy thì toàn bộ đời sống mình chỉ có tham và sân thôi. Nha, rồi, tham và sân. Như vậy thì tâm thiện là gì? Tâm thiện là cái tâm, là cái bất cứ suy nghĩ nào mà nó không có bị ảnh hưởng, không bị tác động, không bị thúc đẩy bởi tham và sân. Ví dụ như tâm từ bi, đã định nghĩa tâm từ bi rồi đúng không?
Bây giờ tôi ôn lại nha. Tâm từ là muốn người khác được sống trong nhân lành quả lành. Tâm bi là bất nhẫn khi thấy người khác sống trong nhân xấu và quả xấu. Tâm hỷ là vui với nhân lành quả lành của người khác. Còn tâm xả là nhớ rằng tình thương của ta không bằng cái phước của họ, lòng căm ghét của ta không bằng cái tội của họ. Mỗi người có mặt trong đời này hoàn toàn theo người kia. Hiểu? Thì với một cái tấm lòng như vậy, cái tâm mà nó không bị gò bó trong thương ghét, ta gọi nó là tâm thiện nha. Phải biết như vậy mới tu thiền. Để là để bắt đầu từ sau đêm nay quý vị về, các vị giáo lý chưa có nhiều nhưng mà đó là cái nền đó. Mỗi lần làm gì các vị ọp cái này tâm thiện, cái này tâm tham, hiểu không? Cái này tâm sân. Sân là gì? Sân là cái gì mà giờ nãy có ghi bên kia đó. Sân là muốn đừng có, không, sân đó là sự khó chịu do có không có cái gì đó, hiểu không? Còn tâm tham là muốn có, muốn không có cái gì đó, hiểu hả? Còn tâm sân là sự khó chịu do có hoặc không có cái gì đó. Đây là định nghĩa mà tôi cho là đầy đủ nhất về tâm sân. Thí dụ như bây giờ tôi ghét cái bảo đen này quá, quá gặp bảo tôi bực mình, thì cái bực mình đó nó là sự khó chịu do sự có mặt của bà, hiểu không? Rồi bây giờ tôi thương cái cô áo trắng này quá, mỗi ngày pháp hội không gặp mặt bổ tôi rất là nhớ, hiểu không? Vì bữa nay đến giờ này đã 9 giờ, rồi bây giờ đã là 7 giờ 15 rồi mà không thấy nàng vô ngồi. Tôi thấy cả một trời nhớ thương vời vời. Thì đó vẫn là tâm sân. Mà tâm sân là do không có cái gì đó. Còn bên đây là tôi tâm sân là vì có. Tôi bực mình với cái mà tôi có. Còn bên đây tôi khó chịu là vì không có, hiểu không? Vì qua tới tâm tham cũng vậy. Tâm tham là bởi vì tôi muốn bà này nhấn nút biến mất. Còn tôi muốn bà này tiếp tục ở lì ở đây đời đời nhiên viện sắc cầm hảo hợp long phụng hòa bình. Hiểu không? Còn ví dụ thôi tôi có ý gì cô kìa. Có hiểu không? Nói thì phải gồm đừng có lùm lùm lùm. Tôi chỉ ví dụ thôi vì hai người gần tôi nhất. Ok. Như vậy thì các vị phải biết tham, đời sống nguyên, đời sống của mình, các vị có trí thức bằng trời. Trí thức bằng trời thì tôi vẫn sống trong nhuận quanh nó như thế cả đời. Từ lúc mà ở trong bụng mẹ đi ra đến lúc vào quan tài, các vị vô quan quanh có thả mà sẵn thôi. Thích cây này, ghét cây kia. Rồi thích là cái gì ta? Thích là muốn được cây này, muốn đừng có cây kia. Đó gọi là tham. Rồi sân là gì? Sân là chỉ khó chịu do có cái này, chỉ khó chịu do không có cái kia. Hiểu không? Đây là những định nghĩa cực kỳ căn bản dành cho những người mù tịch chưa từng học giáo lý. Mà đến nước này mà người ta đừng, cái đó là chẳng những mà tôi đã đem đồ ăn tới đây các vị, mà tôi còn nghiền nát nút vô mòm mà không thèm nuốt thì tôi chỉ nước là vô nước biển đâu. Việt Nam mình có cơm nghiền cái gì biết không? Cơm nó tôi nhắc tới mà tôi nổi óc luôn. Nhà dí vô miệng nhỏ, dí vô miệng nhỏ, gớm chết luôn. Cho nên cái tốt nhất là mình phải có một cái hàm răng cho ok, một bộ phận tiêu hóa cho ok, một hệ thống bài tiết cho ok, để nó giống gì cũng giọng vô mình ăn được hết. Nha, yeah, rồi. Tức là tôi tìm đủ cách để cho bà con có thể nắm bắt được những cái căn bản nhất trong cái chuyện tu học trong đời sống thường ngày. Thì tôi nhắc lại, pháp môn tứ niệm xứ là con đường dẫn đến giải thoát thông qua việc quan sát chính mình trong từng giây phút, từng ngày. Okay, thôi. Không có phải gì trên mây Phật dạy, chuyện trên trời với biển Phật dạy, cái rất là cụ thể. Tứ niệm xứ là cái con đường giải thoát thông qua cái việc mình quan sát chính mình. Thì thân quán niệm xứ là quan sát bản chất và hoạt động của cái thân này. Đấy. Còn ở quán là quan sát toàn bộ cái cảm giác của thân và tâm. Còn cái tâm quán niệm xứ là quan sát cái tâm trạng thiện ác của mình. Xem chưa? Tới cái tâm nữa không tới rồi. Tôi vừa chỉ rồi thấy trắng bóng. Tôi nhìn trắng bóng tôi mới nhớ một chuyện. Có một cái cuộc triển lãm hội họa tranh đấy. Thì người ta cũng treo cái tấm trống lỏng như này. Mình ta ghi dưới là con bò và đồng cỏ.
thì khách tham quan hỏi con bò đâu, đồng cỏ đâu, ông nói là bò nó ăn hết cỏ cũng đi mất. Hiểu không? Để trống lỏng như vậy đó, ông để dưới đó, con bò và đồng cỏ, rồi hỏi không thấy gì hết, ông nói thì nó quất sạch nó đi, cho nên bò với cỏ đều dắt nhau đi hết. Nghe hiểu không? Đó là hoàn cảnh của các bạn. Bây giờ tới cái cuối cùng mới chua nè, cái đó là pháp quán niệm xứ. Đấy, bây giờ các vị tôi hỏi sao trả lời như vậy tự nhiên nó hiểu mà. Bà mẹ đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng bấm chuông, tôi nói thiệt là chậm, có nghe kịp không? Bà mẹ đứng nấu ăn trong bếp nghe tiếng bấm chuông ngoài cửa, mẹ mới hỏi thằng Tèo, không hỏi Tèo, hỏi chung chung thôi, cái gì đó ta, ai vậy? Cái thằng Tèo, thằng tí nó 5 tuổi, nó chạy đất nó xúc vô. Cái ông nào á má tức là nó chỉ biết rằng đó là ông thôi, không phải là bà, hiểu? Bà mới bực qua, bà hỏi Tèo ai vậy con? Rồi chạy ra vô nữa, ông hàng xóm má ơi, nó biết hơn cái thằng kia là cái ông nào á má, hiểu? Nhưng mà cái thằng kia nó lớn hơn, nó nói ông hàng xóm má ơi. Thì lúc đó đứa con gái của bà nó đi đâu nó về tới, nó nói ông nhai sĩ ngoài làng này, hiểu? Hiểu tôi nói gì không? Tức là nó càng lớn cái kiến thức nó càng nhiều, bởi vì cái ông mà 4 tuổi ông đâu có biết nha sĩ là cái gì, ông chỉ biết là cái ông nào đó má ơi, nghe kịp không? Thì cái ông 6 tuổi ông thêm được một lát nữa là ông hàng xóm, đến cái bà mà 18 tuổi bà mới nói là ông nha sĩ, hiểu không ta? Hiểu hả? Rồi từng bước. Pháp quán niệm xứ là tổng hợp cả 3 niệm xứ thân thọ tâm gom lại, nhưng mà cái phép này chỉ dành cho người có trình độ giáo lý, hiểu không? Hiểu ta? Bây giờ các vị dòm nha. Năm triền cái tức là 5 cái trở ngại tinh thần. Dục là gì? Dục có nghĩa là thích hưởng thụ trong sắc thân cái vị sống, gọi là dục. Còn sân là gì? Là bất mãn trong năm thứ vật chất. Thấy cái không thích, nghe cái không thích, ngửi cái không thích, nếm cái không thích, xúc chạm cái không thích, hiểu không? Đó gọi là sân. Còn thủy đây là gì? Là cảm giác buồn ngủ lười biếng, được gọi là thủy, không thủy nha, tại tôi viết tắt nha. Rồi hối là gì? Hối là rây rứt, bồn chồn, ăn năn với những gì don and don, hiểu không ta? Tức là rây rứt là tại sao cái chuyện đó tôi làm, tại sao cái chuyện đó tôi không làm, nghe hiểu không? Các vị đừng coi thường cái đó nó ám ảnh tâm mình dễ sợ lắm, ám ảnh mình dễ sợ lắm, tức có nghĩa là suốt cuộc đời mình đó là mình cứ nhớ cái chuyện là tại sao cái câu đó tôi nói chi, tại sao cái chuyện đó tôi làm chi, nghe hiểu không? Tại sao tôi thơ thật, sao lúc tôi thờ ơ dữ vậy ta? Tại sao lúc đó tôi dồn dã, tôi nồng nhiệt chi vậy ta, hiểu không? Cả đời mình bị ám ảnh với cái hối nhiều lắm. Rồi cái cuối cùng là cái nghi là cái hoang mang nghi hoặc do dự phân vân không dứt khoát.
Thì đây là năm cái trạng thái tâm lý mà nó cản trở thiền định mình rất là nhiều, đúng chưa? Rồi vì thấy thất cát chi là gì ta? Thất cát chi là năm cái là bảy cái điều kiện tâm lý nó hỗ trợ cho cái sự giác ngộ của mình, trong đó gồm có chánh niệm rồi gì nữa, trí tuệ rồi niệm rồi định vân vân, đúng chưa? Rồi một người không có học giáo lý thì họ có thể tu thân quán, thọ quán và tâm quán được. Tại vì sao? Hồi nãy tôi nói rồi. Ai vậy? Dạ ông nào đó má ơi. Nghe hiểu không? Hiểu không? Hoặc là ông hàng xóm má ơi. Nhưng mà tới cái đứa 18 tuổi, ông nhai sĩ má ơi. Hiểu không? Có nghĩa là để trả lời cái câu mà ông nhai sĩ má ơi thì mình phải biết tích, mình biết nhai sĩ là cái gì chứ. Hiểu không? Bây giờ có thấy cái bị đơ hay nhiều rồi đó. Rồi. Đây cũng vậy. Một cái người mà không có biết giáo lý thì họ có thể đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, đúng chưa? Hoặc là họ quan sát cái họ thiêu linh không? Dễ chịu. Khó chịu. Dễ chịu. Khó chịu. Mình không cần giáo lý nhiều, mình vẫn biết được, đúng không? Rồi tới tâm. Đây là tâm tham. Tâm sân. Mỗi lần nó xuất hiện là biết liền. Tâm sân. Tâm tham biết liền. Nhưng mà qua tới pháp quán mình trước thì nó đòi hỏi kiến thức. Cũng tâm sân đó, nhưng mà mình biết đây là sân truyền cái. Có thấy sân truyền cái không? Bây giờ hiểu chưa? Hiểu hả? Rồi khi mà không còn giáo lý đó, mình ngồi thiền mình thấy vui, mà mình chỉ biết là đây là thọ hỷ thôi. Nhưng mà khi mình không giáo lý thì mình biết đó là hỷ giác chi. Để hiểu không? Hiểu không? Rồi nói cách khác, một đứa bé nó cầm cái cục sắt này nó biết đó là cục sắt, nhưng một người lớn thì họ biết đó là đây là cái bù lon. Có hiểu không ta? Yeah. Hiểu không? Rồi một người lớn mà có trình độ họ sẽ biết là bù lon này là từ cái máy nào ở trong cái nhà này. Hiểu không? Có hiểu không ta? Yeah. Họ còn nhớ rõ là cái máy đó để làm cái gì và cái máy nó mua hồi nào, mua bao nhiêu tiền. Hiểu không? Họ cầm cái bù lo đó lên họ biết rất là nhiều chuyện, đúng không ta? Họ biết cả cái hiệu máy nữa, được không? Hiểu không? Trong khi bụng đứa bé chỉ biết đây là cái bù lo thôi. Nhưng mà cái đứa còn nhỏ nữa thì biết đây là cục sắt thôi. Đứa mà nhỏ nữa chỉ biết là cái gì nữa, nó cứng mà nó nặng dữ vậy ta rồi sao? Hiểu không? Vậy đây đúng vậy. Thân thọ tâm ba cái này đó là mình tu mình không cần tới kiến thức nhiều, nhưng mà riêng cái ông pháp quán định kiến này là bắt buộc là người phải dỗ giáo lý. Hiểu không? Hiểu. Ok, thôi nói cách khác thế này, khi mà mình tu thân thọ tâm á thì mình chỉ cần biết đây là mình chỉ nhìn ra ngoài cửa mình biết là đàn ông bước vô, đàn bà bước vào, hiểu không ta? Đạo bước ra thì bà bước vào. Rồi mình biết thêm bà áo xanh bước ra, ông áo đỏ bước vào, người già bước ra, người trẻ bước ra. Hiểu không? Đó là ba cái niệm xứ đầu. Nhưng mà cái niệm xứ thứ tư thì không. Ông professor mới vừa bước ra, bà thợ may mới vừa bước vào. Hiểu không? Hiểu không? Chẳng những chi tiết mà còn trên chi tiết nữa, có nghĩa là bao nhiêu chuyện mà nó đòi hỏi kiến thức professional, hiểu không? Thì hiểu không? Và trong kinh nói cái này chắc phải ghi nè. Hiểu không ta? Tức là cái pháp quán định xứ là gồm cả ba cái trước tu luôn cùng một lúc, mà bằng kiến thức giáo lý ngon lành mới tu được cái thứ tư này. Rồi, bây giờ mới ghi cái cuối cùng nè. Cái này trong kinh ghi nè. Người tham ái nhiều mà trí chậm á thì thích hợp với thanh quán niệm xứ. Ghi tắt đi. Ái nhiều mà trí chậm á thì thanh quán niệm xứ thì thích hợp á, thăm quan thanh quán niệm xứ. Có nhiều đó mà ghi lâu ghê luôn. Rồi ái nhiều mà trí nhanh á thì thích hợp với thọ quán niệm xứ. Mình chỉ ghi mũi tên để sợ ui. Ghi đã chậm làm sao tu mình nhanh được. Là cái thứ ba, tà kiến mà người tà kiến mà trí nhanh á, từ người tà kiến mà trí chậm á là tâm quán niệm xứ thích hợp, thích hợp tâm quán niệm xứ.
Còn người tài kiến mà trí nhanh, tài kiến mà trí chậm là tâm quán, mà tài kiến mà trí nhanh thì pháp ngoại đồng xứ. Các vị sẽ rất là ngạc nhiên là tại sao chỉ nhắc đến tài kiến với tham không? Là tại sao vậy? Là bởi vì tất cả phàm phu chúng ta, dầu chúng ta thuộc về cái tánh nào trong sáu tánh đó, mình học nhớ không ta? Còn nhớ đó không? Dầu chúng ta rồi bị bóng kiến tách lên trời. Bánh thiền tông là kiến gì? Kiến cắn thành phần rồi. À, bản tánh bộ tánh rồi kìa. Thì dầu chúng ta thuộc về cái tánh nào trong sáu tánh đó thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể lọt vào một trong hai hạng mà trong đây vừa ghi, tức là ái nặng vật là kiến nè, hiểu không? Đã đến phàm thì dứt khoát là phải có vụ này, dầu chúng ta có thuộc là loại nào đi nữa, hiểu không? Tôi bắt đầu càng lúc tôi giảng vô sâu thì thấy là còn đơ hơn nhiều đó. Thật ra cái lớp này á, cái cần thiết chính là những đêm mà tôi nói đề tài khô, và những đêm mà tôi giỡn nhiều á thì cái bài ít, mà những đêm nay là bài rất là nhiều nha. Dạ. Tôi nói lần nữa, các vị có là cơ tánh nào trong sáu tánh mà mình học á, tôi nói chậm lại, dầu là thuộc loại nào trong sáu loại đó thì chúng ta vẫn lọt vào một trong hai hạng này như thường, nghe kịp không? Tức là các vị nhớ chị, nhớ Việt Nam mình là sĩ nông công thương không, ngư tiều canh mục, nhớ không? Mới biết bốn hạng đó hả? Tám nhé. Sĩ nông công thương, ngư tiều canh mục. Dầu các vị thuộc về cái loại nào trong tám loại đó, các vị vẫn nằm trong hai nhóm cho đây, giàu hoặc nghèo, đúng không ta? Bây giờ hiểu chưa? Mình classify cỡ nào đi nữa, nhưng mà cuối cùng là dầu là sĩ nông công thương, ngư tiều canh mục, dầu là loại nào trong tám loại đó thì mình vẫn có thể lọt vô hai cái hạng giàu hoặc nghèo. Hiểu không? Khổ quá, mình nói lại khác nữa. Đúng là cái quả đó. Hiểu chưa? Rồi. Mình làm bất cứ gì Ở đây có một cô không đồng ý của nó, cái phân loại ra giàu nghèo cũng chịu, nó thêm loại cũng giàu không nghèo. Cái đó là dẫn chơi chứ lúc ra mình phân hai được không ta? Được chứ đâu, nhất thiết để ngu còn con dở nữa. Rồi ok. Như vậy thì tôi ôm lại lần nữa, thân quán là gì nhớ rồi, là quan sát bản chất và hoạt động của thân. Thọ quán là quan sát cảm giác của thân và tâm. Tâm quán là quan sát tâm thái, tâm trạng, thiện ác của mình. Và pháp quán là gom cả ba lại, nhưng mà bằng kiến thức chuyên môn. Thí dụ như khi anh tu tâm quán thì anh biết đây là tâm sân, nhưng khi anh tu pháp quán đây là sân tiền cái. Khi anh tu thọ quán thì anh biết đây là thọ hỷ, nhưng mà khi anh tu ở bên pháp quán thì anh biết đây là hỷ giác chi, hoặc là đây là tâm tham thọ hỷ. Bởi vì tâm tham trong cả thiền đàm nó có hai loại, tâm tham đi với thọ hỷ tức là tâm tham thích một cách hào hứng, và tâm tham đi với thọ xả là thích một cách hờ hững nha. Tiếc là chúng ta chưa có một lớp intensive, nhưng các vị mà có một cái lớp đó thì ok quá. Thôi bây giờ thế này, tôi hỏi các vị một chuyện thôi. Các vị có muốn học rốt ráo không? Một ngày, ngày mai chị Hồng giúp được không? Dạy họ chia cái tấm bản đồ đó được hay không? Rồi xong. Hả? Có dám làm gì nữa không? Ok, nghe để tôi nói, tại vì cái đó mà bắt tôi làm thì nó uổng lắm, mất thời gian, để mai chẳng đi chơi. Ok, nó nói như thế này nè, nghe tôi chia miệng trước nè. Tất cả vũ trụ nằm trong tấm bản đồ này, tấm bản đồ đó đó, tấm mà tài mấy lúc tài xỉu đó. Rồi bây giờ nghe tôi chia nè. Tất cả vũ trụ chúng sanh nằm trong tấm bản đồ này. Tấm bản đồ này gồm có hai phần, đó là hữu vi và vô vi. Hữu vi là những gì thuộc về thế giới sanh tử, vô vi chính là niết bàn, đúng chưa? Hữu vi gồm có hai, đó là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp là phần hồn, sắc pháp là phần xác.
Danh pháp gồm có hai, đó là tâm thức và tâm sở. Nghe kịp chưa? Rồi, tâm thức gồm có hai, tâm phàm và tâm thánh. Tâm thức gồm có ba, neutral, negative và positive. Nghe kịp chưa? Neutral gồm có 13 là bla 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 bla. Negative gồm có 14 bla 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 bla. Positive gồm có 25 bla 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 bla. Đúng chưa? Đó là ngày mai tôi muốn bà con nguyên một ngày làm quen bản đồ đó. Nhưng mà đương nhiên bà con nhớ được tôi chết liền. Thì tôi muốn học cái đó hay không? Đó, đã phải có cái xè, cái sườn. Thì bà con cầm hai cái cây đạm lên bà con mới tự nhiên là khi mà thuộc cái đó. Mà cái đó nó dễ nhớ lắm. Tuy nhiên tôi mới vừa giảng khai tâm tha. Người không biết biết ai thì đạo á, thì biết họ diễn rất tham là thích. Nhưng mà hồi nãy tôi đã giảng tham nó gồm có hai: thích có cái gì đó và thích đừng có cái gì đó, đều là tham, đúng chưa? Đó là nói tham mà nói gọn. Còn nói thì ai thì đạo á, tham nó gồm có 8, dựa trên 3 khía cạnh sau đây. 1, tâm tham đó là tâm tham mà thích, đúng không ta? Cái thích đó thích hờ hững hay là thích hào hứng? Thích một cách hào hứng thì gọi là tham sở xả, thích hào hứng một cách hào hứng thì gọi là tham sở hỷ, đúng chưa? Tâm tham đó có đi kèm với cái ngộ nhận, tức là tà kiến hay không? Đó là thứ nhất là tâm tham đó là hào hứng hay là hào hứng. Thứ hai là tâm tham nó có đi kèm với cái sự ngộ nhận hiểu lầm hay không? Thứ ba là tâm tham đó là tự phát hay là thụ động? Tự phát có nghĩa là thích liền, còn tự động là do bị xúi. Ví dụ như mình nó muốn ăn mà nó giòn lắm, giòn nó giòn mà cho nó bụi nó thiếu nhẹ cho mình nó bánh xèo á, nó tập tập tay mét rồi. Không cứ ăn thử thì được lắm. Tôi phải lúc nào cũng phải vàng mới ngon. Không ăn bằng miệng, ăn mũi, không ăn bằng mắt đâu. Nhắm mắt lại này, đâu có thấy nó vàng nó đắng nữa. Thì nghe dụ như vậy bèn nhắm mắt lại nhai, ừ giòn thiệt. Thì cái đó gọi là tâm tham hữu trợ, cái là tâm tham bị tác động mà có, hiểu không? Còn tâm tham tự phát là gặp là thích liền. Như vậy thì tâm tham nói gọn là tham là thích. Nhưng mà nói rộng hơn một chút, tham gồm có hai, đó là muốn có cái gì đó và muốn không có cái gì đó, đúng chưa? Mà nói rộng hơn nữa thì tham nó gồm có thờ hững hay hào hứng, có tài kiến hay không có tài kiến đi cùng, tự phát hay là bị tác động, đúng chưa? Về tâm tham chia dựa vào ba cái cạnh này, tâm tham được phân tích thành ra là 8 thứ. Tâm phân đúng vậy, sang là sự bất mãn. Bất mãn đây gồm có hai: một là bất mãn một cách tự phát, hai là bất mãn bị tác động, đúng chưa? Tâm si cũng có hai, đó là tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật. Hoài nghi là gì ta? Hoài nghi có nghĩa là do không hiểu bốn đế là gì nên không biết mình là ai, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu và mình đang làm gì, thì đó gọi là si hoài nghi. Còn si phóng dật là sao? Là khả năng không tập trung. Trong kinh ví dụ giống như là cục đá mà liệng vô trong cái đống tro, thì cái người không có thiền định mà cái tâm họ lắng căng nó gọi là phóng dật, thì cái đó vẫn gọi là tâm si, hiểu? Rồi. Như vậy thì tâm tham có 8, tâm sân có 2, tâm si có 2. Rồi bây giờ tâm thiện có mấy ta? Tâm thiện nó có 3, 4. Thiện có 4 là sao? 1 là thiện dục giới, tức là cái tâm lành mà của cái người còn hưởng dục, hiểu không? Nó nhiều quý vị nè, còn thích ăn ngon, còn thích mặc đẹp, nhưng mà nghe nó làm việc giúp người, giúp chùa thì cũng săn ra áo, săn quần nhảy vô làm, đúng không? Thì đó gọi là thiện dục giới. Còn thiện sắc giới là cái tâm lành của mấy cái cha mà không còn hưởng dục nữa, chỉ thích ăn rồi ngồi thiền không. Nhưng mà ngồi thiền bằng cách gì ta? Ngồi thiền cách là để một cái cục điện, một cái trước mà thiền, thì gọi là thiền sắc giới. Tức là họ cột cái tâm, họ dán cái tâm của họ, họ tập trung tư tưởng vào một cái đề mục nào đó như là xanh, vàng, đỏ, trắng, đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng. Chẳng đây tôi nói luôn, bà con ở đây có lẽ cũng có người ngạc nhiên, ổ mấy cái đó thiền được hả thầy? Thiền chứ, bởi vì trong Phật giáo thiền có hai: thiền định và thiền tuệ. Bốn cái bình niệm xứ nãy giờ mình học đó là thiền tuệ. Tu cái đó là đạt, là để đắc thánh, không còn sanh tử. Còn thiền định là gì? Thiền định tức nghĩa là mình chỉ concentrate
mình tập trung cái tâm mình vào một cái đề mục nào đó thôi, nghe kịp không? Ví dụ như mình để một cái chén nước, mình niệm nước, nước, niệm hoài, sẽ có một lúc mình nhắm mắt lại, mình thấy chung quanh mình đều là nước, đúng chưa? Và nếu mình có đủ duyên lành thì mình sẽ đắc thần thông bằng cái chén nước đó. Đắc thần thông bằng cái đề mục nước là mình làm được cái gì ta? Mình có thể biến hiện sông hồ biển cả như ý, chưa hết. Mình có thể đứng trên mặt đất mà chỉ cần mình niệm, mình chỉ nghĩ đến bụng nước đi, thành nước đi là lập tức mình lúng trước liền, hiểu không? Và các vị có thể không tin, nhưng mà trong kinh giải thích như thế này, cái tâm mình nó mạnh đến một mức độ nào đó thì mình sẽ vượt qua tất cả những cái rào cản của vật chất. Tôi hỏi các vị một chuyện thôi, các vị có thấy người ta siết Dubai chưa? Siết, tôi chạy một siết một tô. Cái chuyện đó nó rất là vô lý, nhưng mà cái người tập luyện thường xuyên họ không có sợ, họ sao làm được, phải hiểu tôi nói. Có rất nhiều chuyện mình thấy dạng cũng làm được, tôi thấy người ta muốn lăn mình, người ta đi giật cái cọc tiền treo toàn đây. Ở đây có ai có thể làm được chuyện đó không? Tay chân không cho phép mà lòng can đảm cũng không đủ, hiểu không? Nhưng mà khi mình có cái gan thì mình sẽ làm được. Tôi kể các bạn nghe cái chuyện này. Ở trong cái làng nó có cái thằng ăn trộm, mà nó quá lành nghề đi, cho nên lâu lâu mà nó tốn tiền đó. Cái đó đã rõ giờ cũng sớm, mà có ai mà có ai mà nói được là đêm đó là nó vô là bữa sau là có tiền nó xài, nó sướng lắm. Thì trong làng có một cái thằng đó, nó thấy ngày nó biết ngày ăn trộm, thích lắm lên, nó nói thiệt lắm. Nói thiệt với chú, con nhớ ba con rằng, con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng ba năm làm. Con nói thiệt cùng với chú ăn trộm, chú sức giấc còn ốm yếu thì con đâu có làm gì được, thôi cho con nghề đi. Thì ông nói được, nhưng mà cực lắm nghe. Sướng thì có sướng mà cực lắm. Người ta đi đâu tôi dắt người theo. Bữa nay hai người trò đang đi leo dắt nhà ta để lấy trộm đồ thì bị chó nó sủa, hai người mới bỏ chạy, cả cái làng xách gậy nó rượt. Thì ảnh giỏi lắm, ổng ăn trộm lâu ngày mà ổng đi ngang cái mương á, mương nước á, một cái tởm mất tiêu tìm không ra. Nhưng mà riêng cái thằng học trò á thì nó chạy, nó không biết làm sao, nó thấy cái bụi tre gai nó không có ọt vô trong đó. Dân làng nó rượt ngang đó, nó thấy bụi trai gai, nó nghĩ là không có ai mà cái bụi trai gai nó mà vô được hết, nó đi luôn. Thì nó bỏ đi về, thì ông thầy ông ở dưới mưa một lát sao ông đợi người ta đi hết, thì ông mới leo lên, ông mới đi kiếm nó. Ông kêu Tèo à, Tèo ơi Tèo. Thì nó nói, con là thầy, con đứng đây nè, con ơi bụi trai rồi bây giờ là sao con ra. Ông mới nói, cái câu này quan trọng nè, mày vô bằng cách nào thì mày ra bằng cách đó. Cái thằng đứa nó con không hiểu, nó hỏi tại sao hắn lại vô được. Nó thì sợ quá thì vô. Ông nói gì vậy thì mày vô làm sao bây giờ mày ra như vậy, bắt đầu la bớ người ta ăn trộm nè. Thì ông vừa la một cái là nó làm cái ó nó ra luôn. Bây giờ hiểu chưa? Vô kiểu nào thì ra cả đó kiểu đó, hiểu không? Có nhiều câu chuyện tôi kể mà bà con nghe được tôi kể chuyện tiếu phải. Có nghĩa là cái tâm của mình nó rất là quan trọng. Và các vị biết có những cái khoảng cách mà khi hữu sự đó mình phóng con cái ào, chuyện xong rồi kêu chảy cái lời phóng phóng không nổi, có vụ đó không? Chưa hết, còn có vụ này nó thời chiến mà thời vì mà quốc cộng hai miền đánh nhau đó, một bà mẹ ốm tông teo mà khi hữu sự không kích mà hốt hai thằng xuống hầm ngon lắm. Mà bữa sau bồng một đứa đi tắm nó bồng lặt lè không nổi. Mà đêm hôm qua mà lúc nó bận vô cắt cơm mụm là nó hốt hai thằng xuống cái hầm á, nó hốt bằng cái kiểu gì mình không biết. Mà bữa sau mà kêu nó đi tắm á là nó bồng con thằng bồng không nổi. Tâm quan trọng lắm. Tâm là một thứ hai đó, quý vị nhớ, mỗi lần mình khi cái gì nặng á mình 1 2 3 tại sao mình phải đến, bởi vì lúc đó mình cần một thời gian để chuẩn bị tâm lý, đúng không? Gớm lắm. Cái khoảnh khắc đó là khoảnh khắc mà mình dồn á, ngoài cái cơ lực cái sức mạnh của thân xác ra còn cái sức mạnh tâm lý nữa, nhớ nha. Cho nên cái thần thông là gì,
Thần thông tức là vận dụng sức mạnh tâm lý một cách tối đa. Có một ông Phật tử hỏi một vị A-la-hán: thưa ngài, tôi nói cho con nghĩ chứ tôi không ham nói. Thưa ngài, con nghe nói có thần thông mà chỉ nó có thiệt không? Vị A-la-hán hỏi ngược lại: thần thông là sao? Nói đại một thứ đi, nói ví dụ như bay có thiệt không? Tôi nói tiếng Việt có nghe kịp không? Không kịp nói tiếng Miên nha. Thì vị A-la-hán ông nói chẳng hạn như bay, con kinh nói thì con ráng con tin chứ không thấy nó gì kỳ. Làm sao mà cái gravity của trái đất này mình có thể mình... Thì vị A-la-hán hỏi ông cái này: từ nhỏ tới lớn có bao giờ mà cái body của ông nó lơ lửng trên mặt đất không? Ông nói có. Mình hỏi lúc nào? Ông nói lúc con nhảy lên. Hiểu không? Lúc con nhảy lên. Thì hỏi cái thời gian lơ lửng nó lâu không? Ông nói dạ, nhảy lên cái rớt liền. Thì người nói thành công chính là cái đó. Có một điều tâm ông yếu cho nên thời gian lơ lửng không lâu. Hiểu không? Còn cái tâm mà người ta định á, ta tập trung á, thì thời gian lơ lửng nó sẽ lâu hơn, hiểu không ta? Bây giờ hiểu chưa? Các vị có biết chơi bông vụ không? Hả? Thì do mình chơi giỏi, mình búng, mình xoắn nó lâu á, mình twist nó mạnh tay đó, thì cái bông vụ nó lâu. Còn mà mình chơi dở thì mình twist nó yếu thì thời gian nó quay ít, nó hiểu không? Thì thần thông y chang như vậy. Một người mà cái tâm còn yếu mà đã sẽ yếu ta là vì còn bị hưởng dục, còn sống trong dục. Trong kinh nói cái đại kỵ của thiền định, đại kỵ của thần thông là dục. Khi mà anh còn thích tầm lâm thì anh còn ghét tầm lâm, mà thích với ghét nó làm cho cái tâm mình nó yếu đi. Một người mà hạn chế tâm tham tâm sân thì cái tâm của họ nó mới mạnh được. Tôi nói này cho các vị nghe chuyện này, bây giờ cả thế giới đang nghe, có thể không phải đêm nay mà đêm cái họ coi lại đó, họ sẽ ngạc nhiên. Tôi nói lần nữa, pháp môn mình niệm hơi thở nó có hai trường hợp: một là để tu định và hai là để tu tuệ. Tu định là chỉ tập trung tư tưởng thôi, ra vào lâu ngày đủ duyên chứng thiền định, nghe kịp không? Đó gọi là dùng hơi thở để tu định. Còn dùng hơi thở để tu tuệ là sao? Thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào, thở ra bằng tâm gì biết rõ, thở vào bằng tâm gì biết rõ, thở ra bằng cảm giác gì biết rõ, thở vào bằng cảm giác gì biết rõ, thì đó gọi là tu hơi thở và qua tuệ. Thì tuệ hiểu chưa? Rồi. Tôi nói cái gì vậy? Tại tôi để của tôi nó đi nhanh, tôi không biết tôi đã tôi nói vào cái đó gì. Rồi. Thì trên đời này có người đó thì họ bị chìm sâu ở trong năm dục, mà hãy còn thích là còn ghét, nghe kẹt không? Mà hãy còn thích rồi còn ghét, tâm nó yếu đi. Nhưng mà với một người mà coi như là họ chuyên tâm tu tập thiền định đó, thì họ không, họ dán chặt cái tâm họ vào trong cái đề mục đó, thì họ không còn thích không còn ghét. Và khi nó không còn thích không còn ghét nữa, nó có một cái sức mạnh mà mình không tưởng tượng được, nghe kịp không? Còn mình thì cứ thả, có thích là có ghét. Thích ấm thì sẽ ghét lạnh, nghe kịp không? Thích mát thì sẽ ghét nực, tin tôi đi. Thích êm ấm thì kỵ cái gì mà nó không êm ấm, cứ thích đâu ghét đó. Mà cái người nào mà họ còn sống chìm sâu trong thích và ghét, tâm họ rất là yếu, yếu lắm quý vị. Trong khi đó cái người tu tập thiền định đó, thì cái tâm của họ nó rất là mạnh. Thì hồi nãy tôi đang nói cái chuyện mà luyện thần thông đó, khi mà mình tu tập thiền định đó, mình tập trung vào cái gì thì lâu ngày, tôi phải nói thêm cái này quan trọng, nếu mà phải có duyên lành nhiều kiếp, thì còn mình thiếu duyên lành thì ráng cái mấy cũng không thành nha. Mà phải có duyên lành, tức là duyên lành đây là gì? Là nhiều kiếp từng phát nguyện, hoặc nhiều kiếp đã từng đắc thiền rồi. Kiếp gần đó, chứ kiếp xa là ai cũng đắc thiền hết. Mà kiếp gần từng đắc, hoặc kiếp gần từng có nguyện là đời đời sau sanh ra tôi đắc thiền dễ dàng. Thì khi mà mình có một cái ba la mật, có cái phước duyên như vậy, mình tập trung vô trong cái chén nước, tập trung vô trong một cái lá mình niệm,
thì mình vẫn đắc thiền được. Các vị nghe rất là ngạc nhiên, cái lá nhìn cái lá mà người ta đắc thần thông là chỉ điện xanh 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 xanh, đến lúc nhắm mắt lại thấy cả vũ trụ màu xanh. Mà khi mình đắc thành thông mà bằng màu xanh mình làm được cái gì đây? Làm được nhiều chuyện lắm. Một là mình có thể tạo ra bóng tối, tạo ra bóng tối nhỉ. Hai là mình có thể biến mọi thứ thành màu xanh. Thứ ba, tạo ra ánh sáng màu xanh. Thì các vị sẽ hỏi tôi, ủa mình tu mình làm được cái đó để làm cái gì? Thật ra người ta nuôi bò là để lấy sữa, lấy da, lấy thịt, chứ không ai nuôi bò để lấy phân, đúng không? Đúng vậy không? Nuôi bò là để lấy sữa, để thịt, lấy da. Nhưng dầu nuôi để lấy sữa, để thịt, lấy da, nhưng mà mình có phân bò không? Phải không ta? Thì cái thành thông nó chính là phân bò. Yeah. Hiểu không hiểu nữa? Mà tôi cũng không hiểu. Cái giá trị của thiền định không phải là để biến hiện vai, phải mà để cho cái tâm mình nó đừng có phiền não nữa, cho nó tập trung. Để tại sao? Bởi vì các vị biết cái magnifier, biết magnifier, nó chỉ là một miếng thủy tinh thôi, nhưng mà khi mà nó để dưới ánh nắng thì nó gom bao nhiêu cái sức nắng lại, sức nóng đó, cái nhiệt lượng của mặt trời đó, gọi là kính hội tụ, nó sẽ đi gom sức nắng và tập cái sức nắng, nó tập trung lại để nó đốt cháy một vật. Các vị biết không? Bên Đức có một ông cụ đó, ông có trầm ở trong nó xin hơn. Buổi sáng nó ông đọc báo, ông cầm ông đọc cũng rõ, nó cầm cái đó ông rọi thế mà nó sợ nó cháy đùi ông. Vậy mà ông vẫn đi kiện được. Cái ánh nắng trong cái kiến nó làm cháy cái tờ báo. Rồi. Thì cái tâm cũng vậy. Khi cái tâm mình nó tập trung lại lâu ngày đó thì nó sẽ có cái sức mạnh giống như là cái kiến mắt này phao mình nó gom cái sức nóng lại đó. Thì cái sức nắng bình thường nó không thể làm cháy này cháy kia, nhưng mà khi cái ánh nắng mà nó tập trung qua cái mắt mi fire nó sẽ làm cho cháy, hiểu không? Thì cái tâm của mình cũng vậy. Rồi bây giờ tôi nhớ nãy tôi nói cái gì rồi. Hơi thở có hai, có hai cái cách tu hơi thở. Một là tu để tập trung tư tưởng ha, hai là tu hơi thở để mà diệt trừ phiền não. Tuy nhiên trong kinh nghiệm của tôi, trong cái biết của tôi, thì người tu hơi thở họ còn làm được nhiều chuyện. Đó là tự điều chỉnh cái cảm giác của thân thể rất tốt. Bình thường mình thở ra, biết thở ra, thở vào, biết thở vào. Nhưng mà nếu mình tu 1 năm, 2 năm, khi mà cái khả năng tập trung của mình lớn rồi, mình bị phỏng lửa, mình bị đau á, thì mình có thể dùng cái tâm mình chuyển cái hơi của mình tới chỗ này nè. Thì bị nghe không có tin đúng không? Nhưng mà chuyện đó có thật. Mình chuyển cái tâm mình tới đây, mình chuyển cái hơi tới đây để nó làm cho vết thương nó mau lành hơn. Nó tạo sức nóng chỗ làm cho nó đừng có đau nữa. Mà cái đó chỉ là phân bọ thôi, hiểu không? Cái chánh là mình tu để mình định tâm để diệt trừ não. Nhưng mà cái đó là cái phụ, cái rất là hay. Tự mình điều chỉnh ngay cả. Tùy à, nếu mà cái định tâm mà nó mạnh á thì cái chữa được cả bệnh bên trong nữa. Thì bệnh vô tử, bệnh thận mà đau mình vẫn có thể điều chỉnh được. Chuyển hơi cho nó làm cho nó nóng, nó ấm cho nó lên thì bớt đau. Đó là cái bonus, đúng rồi. Cái đó là cái bonus của pháp môn hơi thở, rất là hay. Cho nên biết được Phật pháp, hành vì Phật pháp, chúng ta đừng vô số lợi lạc. Mà chuyện đầu tiên có thể là hiểu rõ thân tâm này là đồ giả, là đồ rác. Hiểu được vậy là mình bớt thích. Mà hãy bớt thích tức là bớt bất mãn, bớt sợ hãi, tin đi. Bớt nắm. Khi mà bớt nắm tự nhiên là bớt khổ. Bởi vì cái thích và cái ghét nó là một cặp. Cái câu tụi nó tới nó luôn không biết là bao nhiêu lần. Thích và ghét là một cặp. Thích, thú, đam mê và sợ hãi, ghen tuông luôn luôn đi chung nhau, tin đi. Một người tại sao lúc cận tử mà họ sợ hãi là bởi vì họ còn có cái gì đó để tiếc nuối, hiểu không? Hiểu hả? Ví dụ như bây giờ tôi thất tình với trẻ, tôi nói với cháu, đời bắt em rồi, sao với ai? Thì lúc đó cái chết đó với tôi là không quan trọng. Mà cái này nó quan trọng là tôi đang quá vui vẻ, tôi đang có một mái nhà, tôi đang có một gia đình ngon lành, tôi đang có thành công, tôi đang có tình yêu. Lúc đó tôi có quá nhiều để cho tôi nắm, tình mình có thể nó ung thư, chết biến. Đằng này
chú không còn cho tôi biết đủ hết, còn chỉ là ví dụ ung thư tôi hỏi đó tôi nghĩ lý gì hết, hiểu không? Thậm chí có nhiều tay tử tù khi mà bị ảnh do ghen mà ảnh giết cái người ảnh thương xong đó, lúc mà kêu án tử ảnh, ảnh không xin ân xá mà ảnh xin sớm thi hành án nữa, cái gì đó ảnh không muốn kéo dài cái thời gian mà ở trong nhà giam, mà đồng thời nói ảnh lúc đó cái chết nó nghĩa lý hết, tin tôi đi. Cho nên tôi nói có ba kiểu chết. Kiểu chết của người vô đạo, người không biết đạo á, là sợ hãi tiếc nuối. Cái thứ hai kiểu chết của người hiểu đạo là chán chường mà đi. Cái thứ ba là cái chết của người liễu đạo là thanh thản vui vẻ mà đi, hiểu? Thì tùy các vị lựa. Cái chết của người vô đạo là sợ hãi và tiếc nuối mà đi. Hai, cái chết của người hiểu đạo là chán chường mà đi. Thứ ba, cái chết của người liễu đạo là thanh thản mà đi. Ngày mai gặp. Okay.